chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Từng người từng người ngã xuống, ban đầu mọi người còn không để ý, đa số đều âm thầm sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Ai cũng cho rằng bị giết chết nhất định là do bất cẩn, mà chuyện đó còn lâu mới phát sinh trên người mình. Cho đến lúc số người tử vong lên tới con số 10, bấy giờ mới ngỡ ra. Sao lắm người bất cẩn thế? Cả đám sục sạo trong rừng không chi hơn 10 phút, quân Mạc Tiếu khi ẩn khi hiện, làm cả đám cứ phải đuổi theo như vịt. Chưa kể tay kiếm khách lưu một cấp 27 lắm mồm lúc nào cũng kéo theo cả mớ bong bóng thoại. Có một tay như thế ở ngay cạnh, rừng không chi trở nên ẩm ý vô cùng, dường như hắn ta chưa ngơi mồm được lúc nào. Đã có hơn 10 người biến mất, rốt cuộc đám còn lại cũng ngờ ngợ nhận ra. Hội trưởng cô ẩm cũng lập tức thu hồi chỉ thị lục tìm mọi ngõ ngách, có gì báo ngay. Lúc trước, bởi bằng cái lệnh ấy, công hội họ đã hy sinh hai người. Người chơi công hội khác cũng thế, mọi người tụ hợp lại một chỗ, tạm dừng hành động đuổi giết đơn lẻ tôi thấy hình như chúng không chỉ muốn thoát đâu mà còn muốn giết sạch chúng ta nữa rốt cuộc cũng có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề không một tiếng đáp trả ai cũng thấp thỏm trong lòng mười người bị giết ai cũng thấy mỗi lần có người bị tập kích họ đều muốn chạy ra cứu viện nhưng vô ích dường như đối phương còn rõ vị trí phân bố của họ hơn bản thân họ mỗi lần vội vàng đuổi tới chỉ còn mỗi xác chết nằm xuống ở tọa độ ấy thật ra đối phương có để lại hành tung, nhưng giờ nghĩ lại, dường như hành động đó cũng là cố ý. Bất kể quân Mạc Tiếu hay Lưu Mộc, chạy tới chạy lui không phải để thoát thân, mà vì muốn phá rối đội hình của họ, tìm rồi xuống tay với đứa nào lạc đàn. Đội hình, có thứ đó thật sao? Bản thân họ còn chả biết, cả đám chỉ mạnh ai nấy đuổi mỗi khi thấy bóng dáng đối phương, với lối đánh đại ấy, đối thủ lại bắt bài được quy luật của họ ư. Điều này làm tất cả mọi người đều thấy khó tin. Mọi người, cô ẩm là hội trưởng, lúc này tiếng nói có trọng lượng ngang với thủ lĩnh, tình hình đang rất gay gâu, chúng ta mất 10 anh em, tôi nghĩ không ai cho rằng họ thua vì kỹ thuật phải không. Tất cả im lặng, chúng ta có 32 người, giờ chỉ còn 22, những việc đối phương làm được lúc chúng ta đông đủ, giờ lại càng dễ dàng. Không thể cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cần thay đổi. Việc chúng ta xé lẻ tạo cơ hội cho đối phương, tôi cho rằng việc cấp bách hiện giờ là chúng ta phải hành động theo tập thể cô ẩm từng bị quân mạc tiếu châu đến phát điên giờ lại không mất lý trí bình tĩnh phân tích tình thế phán đoán thực lực đối thủ lời lẽ khiên tốn xác đáng cũng không lấy thân phận hội trưởng ra đàn áp hiển nhiên gã rất hiểu trong đám tạp nham này gã chả là gì chí lý có người ủng hộ tiếp theo chúng ta phân tổ nhỏ theo từng công hội hoạt động theo đội được không theo tôi mỗi đội nên có bốn người trở lên cô ẩm nói ý tưởng của cô ẩm dựa trên tình hình thực tế cả đám người tạp nham đến từ năm công hội, cũng chỉ thừa lại có 4, 5 người, không cần xoắn suýt chuyện phân đội nữa. Các đội giữ liên lạc với nhau, thông báo vị trí tùy thời, rõ chưa? Cô ẩm nói, cả cuộc truy đuổi họ đã xé lẻ tới mức nào? 32 mống người mà chẳng mảy may lập thành một đoàn thể, công hội nào túm tụm với công hội nấy, lúc loạn nhất còn oánh nhầm cả nhau. Giờ áp lực nặng nề, các công hội cũng bỏ cái tôi xuống, nghiêm túc hợp tác. Sau khi cô ẩm đề nghị lập thành đoàn, các đội vào đoàn là có thể thông tin cho nhau trên kênh đoàn thể. Cổ ẩm thông minh ở chỗ là không tự đề cử làm người chỉ huy, gã chỉ cố vấn dưới tư cách là người đề nghị, mọi người cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Lập đoàn xong xuôi, cổ ẩm tiếp tục đề nghị chúng ta hãy đánh bọc sườn cùng một hướng thống nhất, nếu dồn chúng ra khỏi rừng sẽ có lợi cho ta hơn. Trong rừng tầm nhìn hạn hẹp, cũng là nguyên nhân chủ yếu để chúng thoát ẩn thoát hiện. Đám người nhất trí xong chia làm 5 đội, xếp thành hình quạt, Đảm bảo khu vực quan sát thuận lợi và khống chế bọc đánh. Hướng về phía Quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc xuất hiện cuối cùng. Hai người pro tới đâu thì tốc độ di chuyển cũng chỉ là con số, không lý nào có thể thoát cái chạy đến phía khác được. Thay đổi chiến thuật rồi kìa, Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên núp bên trái gần đó, liếc cái đã nhận ra sự thay đổi của đám người chơi. Không phải thay đổi, mà là có chiến thuật mới đúng. Diệp Tu sửa lời Hoàng Thiếu Thiên, dĩ nhiên Quân Mạc Tiếu của hắn cũng ngay gần đó nhóm ít nhất cũng bốn người các đội cách nhau không xa khu vực khống chế rất rộng cứ trốn tiếp thì chúng ta sẽ bị đẩy ra khỏi rừng bốn người à xem ra chúng ta phải hợp tác xông lên rồi hoàng thiếu thiên nói cùng xông lên cũng chưa chắc ăn được trước khi đối phương chạy đến cứu diệp tu nói không ông anh sang đây xem đội này xem hoàng thiếu thiên gọi làm sao diệp tu hỏi ba áo vải một giáp da vị trí sát rìa muốn cứu cũng chỉ có một đội đến kịp hoàng thiếu thiên phân tích áo vải là chỉ nghề có phòng ngự thấp nhất giáp ra nhìn hơn một chút nếu công kích vật lý những nghề này bị tụt máu rất nhanh cùng là năm đội nhưng ba đội giữa lúc nào cũng có thể được hai đội cánh bên đến giúp nhưng nếu là hai đội ở sát hai bên cánh thì chỉ có một đội gần đó đến cứu kịp thời giết hết chắc không được nhưng theo tôi hai ba tên thì vẫn ok hoàng thiếu thiên nói vậy lắm mồm gì nữa tọa độ hoàng thiếu thiên gửi tọa độ sang Quân mạc tiếu của Diệp Tu lập tức vừa quan sát vừa chạy qua, hai nhân vật vẫn hành động riêng lẻ, đây là lần hợp tác hiếm có. Có tí chóng mặt, vừa gặp nhau Hoàng Thiếu Thiên đã than thở, nói nhiều đến não không thở kịp, chú em đúng là thiên tài. Diệp Tu nói, đấu liên minh cấm khẩu thật là chuẩn, chứ một trận đấu cứ ẩm ý thế này, ảnh hưởng đến sức khỏe quá. Hoàng Thiếu Thiên bùi ngùi, yên tâm đi, chả ai lắm mồm như chú đâu. Diệp Tu nói, tôi quyết định sẽ viết chữ. Hoàng Thiếu Thiên bảo, đừng choán tầm nhìn của anh là được. Diệp Tu nói, đến rồi kìa, vòng phải, lên, hai nhân vật đồng loạt xông lên. chương 204, ăn hiếp áo vải. Triệu hồi sư, pháp sư nguyên tố, quỷ kiếm sĩ, thích khách. Ba nghề áo vải một nghề giáp ra, đội họ xếp sát cánh trái đội hình, vừa giữ liên lạc với bốn đội khác trong kênh đoàn, vừa cẩn thận thăm dò tiến lên. Bốn người đều từ công hội mưu đồ bá đạo, tuy không phải tai to mặt lớn như hội trưởng dạ độ hàn đàm, nhưng quen biết nhau từ thần chi lĩnh vực đến khu mới rồi cũng thân thiết hơn giờ đã trở thành đồng đội gắn bó keo sơn nên mới xuất hiện cùng nhau trong hoạt động lần này lúc bị quân mạc tiếu và lưu mục đánh lén ban nãy mưu đồ bá đạo họ đã mất hai người kể ngọn nguồn ra thì họ và quân mạc tiếu đã dây dưa từ sớm còn từng kề vai chiến đấu khi giết thương nhân quỷ lùn nhưng vì quân mạc tiếu mà công hội họ trở nên loạn cào cào hội trưởng quyết định trở mặt hội viên cũng không thể không theo chẳng qua từng được tận mắt trông thấy thực lực của quân mạc tiếu nên ngay từ đầu họ đã không dám lơi là. Vậy mà vẫn có hai anh em bị đối phương nhanh chóng xử đẹp. Một trong số đó do quân Mạc Tiếu, người còn lại bởi kiếm khách lưu mộc, nhưng đều có điểm chung, không thể đánh trả. Trình độ quân Mạc Tiếu ra sao mọi người đã có bài học, nhưng tay kiếm khách kia mới cấp 27, có hạn chế 6 cấp mà còn mạnh như vậy, rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào. Tại sao bên cạnh quân Mạc Tiếu cứ lũ lượt xuất hiện cao thủ? Từ một kẻ không đội không ngũ, dần dần xuất hiện từng thành viên một, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, Phong Sơ Yên Mộc, Ly Hận Kiếm, Lưu Mộc này, rồi cả Mộc Tắc cho mới lộ diện. Có thể càn quét được kỷ lục đã đủ chứng minh thực lực hơn người của họ. Nhưng, giết boss cách 6 cấp, PK cách 6 cấp lại không thể đánh trả, đâu chỉ dùng hơn người là đủ. Mà những người bị Lưu Mộc giết xong thì đều vô cùng ức chế kể lể kiếm khách kia lắm mồm bị ổi đến thế nào, còn nhấn mạnh cả đống thứ hắn nói khiến họ đau đầu ra sao. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, người ngoài cuộc nghe thấy thế là lão làng của vinh quang thì bất giác nhớ đến một người hoàng thiếu thiên đương nhiên là hoàng thiếu thiên kiếm khách lắm mồm nổi nhất vinh quang chính là người nọ không thể đâu nghĩ xong bốn người đều phì cười họ có nghĩ tới nhưng chả tin người ta đường đường là đại thần mà lại vào trò chơi chơi trò biệt mắt bắt dê trong rừng với họ à ai cũng chả tin nổi nhất định tay này là phen cuồng của kiếm thánh rồi người chơi quỷ kiếm sĩ khẳng định ờ há ba người còn lại cũng đồng tình Hoàng Thiếu Thiên là đại thần đó, fan rất đông, fan bắt trước thần tượng, trong trò chơi đâu đâu cũng có. Trước tao cũng quen một tên, lúc cây lắm mồm kinh khủng, lại nhảy muốn ong cả đầu. Thích khách kể, úi giời, thường thôi, tao còn gặp một đứa vừa đánh vừa nói chuyện với quái nước kia. Pháp sư Nguyên Tố cũng kể, nhưng tên này pro lắm, chúng ta phải cẩn thận. Triệu hồi sư nhắc nhở, biết rồi, ba người đồng loạt đáp lại, rồi tiếp tục lần mò. Trong rừng đột nhiên xuất hiện một bong bóng thoại, Đằng kia, thích khách vừa hô lên vừa lao về phía đó, ba người kia nhìn qua lại chẳng thấy gì. Xong cũng không dám lơ là, triệu hồi sư vội vàng dơ trượng chuẩn bị gọi thú cưng. Vì thời gian chúng tồn tại có hạn, mỗi lần gọi lại cần lượng lớn pháp lực, triệu hồi sư thường chỉ gọi lúc đang đấu hoặc bắt đầu giao đấu, rất hiếm khi triệu hồi thú ra rồi dẫn lông nhung khắp nơi. Đoàn, một tiếng súng vang, một chùm lửa, viên đạn bay đến, cắt đứt quá trình đọc phép gọi thú của triệu hồi sư. Tam đoạn chảm, xiên lên xem kiếm, rút đao chảm, đâm liên chấp, xiên lên. Còn chưa thấy mặt, cũng chả thấy tiếng đối thủ, bốn người đã thấy cả một đống bóng thoại dài giặc chạy phía trước. Nháy mắt sững người, kéo theo một giây do dự, kiếm khách lưu một đầu đội bóng thoại đã xông tới bằng một chiêu tam đoạn chảm, một kiếm này bổ thẳng lên triệu hồi sư, cắt đứt quá trình đọc phép triệu hồi lần hai. Đến rồi, cả đám thẳng thốt kêu lên, triệu hồi sư bị tấn công liều mình nghĩ cách thoát thân, ba người khác vội chạy lại, phù phép, chém đánh, ám sát bổ về phía Lưu Mộc. Đúng lúc này, trước mắt ba người nháng lên, một bóng người vọt đến trước mặt họ. Tay vung lên, soạt một cái, một chiếc khiên to đến quá thể chắn trước mặt, cản lại toàn bộ công kích của ba người. Pháp sư Nguyên Tố dùng chiêu không mạnh, nhưng hồ quang thiểm quanh thân thích khách và quỷ trận của quỷ kiếm sĩ lại không hề nhẹ nhàng với hình thái khiên của ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu, quân Mạc Tiếu bị buộc đẩy lùi ra sau. Móa, anh đụng tôi rồi, quân Mạc Tiếu lùi lại đụng phải lưu mộc, với cao thủ thao tác cực kỳ tinh vi như họ thì chỉ một pha chạm nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng, Hoàng Thiếu Thiên là oai oái. Khiên nhẹ, Diệp Tu nói, ồ nặng bao nhiêu thế, Hoàng Thiếu Thiên tò mò hỏi, ồn ào quá, nắm chặt thời gian, Diệp Tu nói, bong bóng thoại cứ tuôn tăng tăng, triệu hồi sư không thể gọi thú sẽ không thể đánh đấm được gì. Tuy cũng có nhiều triệu hồi sư khấm khá, thường dùng ít điểm kỹ năng học thêm vài kỹ năng dưới cấp 20 của Pháp Sư chiến đấu. Triệu hồi sư này cũng học, Chẳng qua, giờ nhận ra thật quá phí điểm, bởi những kỹ năng gã học đều thật vô dụng, có dùng thì cũng chỉ có hai kết quả. Phá chiêu, hoặc là cắt ngang, hắn nhìn những bóng thoại nêu tên từng kỹ năng đang lết đến gần, trông thật giống thông báo từ hệ thống. Mà bản thân bị chuỗi kỹ năng đó đánh chúng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tài nào xoay sở. Ba đồng đội của gã đang bị quân mạc tiếu giữ chân, hơi sức đầu đi giúp gã. Nhìn một lúc, gã còn chợt nghi rằng, nếu không ai tới cứu viện, chỉ e ba đồng đội của mình chẳng trụ được đến cuối cùng. Cứu viện trở thành tia hy vọng duy nhất, nghĩ đến đây, triệu hồi sư trấn nhận ra sao hai người này lại kết hợp với nhau rồi, chẳng phải mới nãy còn mỗi người một em sao. Song gã cũng chả ngẫm nghĩ sâu xa, bởi sau cả tá chiêu công kích như mục giới thiệu chương trình, triệu hồi sư anh dũng hy sinh dưới kiếm của Lưu Mộc. Nghệ áo vải mà, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên chọn đội họ để phá vòng vây, chỉ vì một điều, giết nhanh gọn lẹ mục tiêu đầu tiên là triệu hồi sư cũng có ý cả triệu hồi sư không có thú mỏng manh mặc người ăn hiếp nhưng nếu để gã có thời gian gọi thú thì chính là nghề cù nhảy nhất có thế câu được rất nhiều thời giờ hai vị đại thần đã ra trận thì chuẩn không cần chỉnh ra tay phủ đầu triệu hồi sư ngay hóa kiếp cho nghề câu giờ này không thể phát huy sức mạnh vốn có mà về chầu tổ tiên đáng ra anh phải giết mới đúng cấp anh cao hơn công kích cũng cao giết nhanh hơn hoàng thiếu thiên sử triệu hồi sư xong lập tức tham gia vào cuộc chiến bên này muốn hắn ta im lặng là hoàn toàn không thể. Chú nói gì cơ, Diệp Tu hỏi, tay điều khiển quân Mạc Tiếu dùng Long Nha hất bay Pháp Sư Nguyên Tố, Diệp Tu không cho quân Mạc Tiếu đuổi theo, bởi Pháp Sư Nguyên Tố chả đứng lên được nữa. Đù má, Hoàng Thiếu Thiên chửi thề, cao hơn mình 4 cấp, vũ khí bạc mạnh hơn, nhiều kỹ năng hơn, sức chiến đấu quả thực hơn hẳn kiếm khách của mình. Người ta một trọi ba mà thời gian giết chết một mục tiêu lại ngang nhau. Vậy nên tôi mới bảo anh đi xử triệu hồi sư sẽ nhanh hơn mà hoàng thiếu thiên cứng đầu không bỏ lập luận chặn tên kia giờ là hai trọi hai diệp tu không cần phân tâm lấy một trọi hai nữa tập trung vào thích khách trước mặt chừa quỷ kiếm sĩ cho hoàng thiếu thiên xem kiếm bong bóng thoại lại phun ào ào không chỉ đối thủ quỷ kiếm sĩ của hoàng thiếu thiên mà thích khách bên kia trông thấy mục giới thiệu kỹ năng cũng khó đỡ gã nhận ra kỳ thực tay kiếm khách kia công kích không nhanh như bóng thoại của hắn tốc độ không bằng vì hắn dùng một cây kiếm bự tổ trảng ấy thế mà bong bóng thoại lại cứ tuôn ra chẳng dứt, chả lẽ là gõ bừa. Thích khách vốn dưới cơ của Diệp Tu, còn bị đám thoại vớ vẩn của Hoàng Thiếu Thiên thu hút, đương nhiên số phận ra sao chẳng phải bàn, thoáng chốc đã bị quân mạc tiếu xử đẹp. Quỷ kiếm sĩ bên kia cũng bị Hoàng Thiếu Thiên đè đầu cưới cổ, không trụ được bao lâu. Diệp Tu quay góc nhìn quân mạc tiếu ra chung quanh, lại không hề thấy bóng dáng đối phương đến cứu viện, việc mở đường thuận lợi hơn hai người nghĩ, cứ tưởng chỉ giết được hai ba tên là phải xoay cách thoát thân, giờ nhìn lại đã dẹp được cả đội xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm cuối cùng phía hoàng thiếu thiên cũng chỉ còn viết được hai chữ này tuy vẫn tấn công nhưng đều là kỹ năng công kích bình thường diệp tu thấy vậy biết tên này hết pháp lực rồi chạy lại giúp hắn ta diệt nhanh quỷ kiếm sĩ tiện thể ném ra ít đồ ăn với thuốc chuồn thôi hoàng thiếu thiên điều khiển lưu mục lụm đồ xong nói giờ vẫn chưa thấy ai đến có gì đó là lạ diệp tu nói hoàng thiếu thiên nhìn đồng hồ tính khoảng thời gian đội gần nhất có thể đến đáp tiếng ở rồi lại nói, đáng lý khi chúng ta giết hai người xong tụi nó phải tới rồi. Thời gian gấp đôi, chúng vòng đi đâu, Diệp Tu Di chuyển góc nhìn quân Mạc Tiếu, hay tụi nó bỏ bốn người này, thừa cơ bao vây hai chúng ta rồi. Hoàng Thiếu Thiên phỏng đoán, vị trí này, Diệp Tu nhìn tọa độ, là bẫy, năm 205, tụi bay đã bị bao vây. Ngủ một tên, lại một người nữa á, nhanh quá, chuyện gì đã xảy ra, đội ngũ bên cạnh sao còn chưa chạy tới. Trong kênh đoàn của các công hội, những người chơi thấy được tin tức hai người chơi thoát khỏi đoàn thể. Trong vinh quang, lập đội hay đoàn, người chơi sau khi tử vong sẽ tự động rời khỏi đội hoặc đoàn. Bốn người chơi của mưu đồ bá đạo sau khi gặp địch thì lập tức gửi tin, mọi người vội vã vây đến đấy, kết quả trên đường liền lập tức nhận được tin từ hệ thống nêu lên có hai người người chơi thoát khỏi đoàn thể, hiển nhiên là có hai người toi rồi. Mọi người vừa băng băng chạy qua hướng này, vừa chỉ có thể là ảo não oán trách trong kênh. Mọi người không cần loạn, lần này chắc chắn không thể để chúng chạy mất nữa. Anh em bách hoa cốc đi từ hướng 8 giờ, anh em ra vương chiều từ hướng 4 giờ, anh em đạp phá hư không từ hướng 12 giờ. Các anh em mưu đổ bá đạo hãy chịu đựng, chúng tôi sẽ đến ngay, cùng nhau áp sát vòng vây lại, khống chế khu vực. Cô ẩm gửi một tin nhắn cho đoàn thể, người chơi của các công hội lúc kết thành đoàn đội dĩ nhiên đã có ý muốn phối hợp với nhau, bấy giờ cũng không có nhiều cảm xúc chống đối với bố trí này, ba công hội nghe theo kiến nghị của cô ẩm mà phóng đi từ ba hướng. Bên cạnh cô ẩm, công hội Luân hồi lúc này đang ở phía bên phải mưu đồ bá đạo, lẽ ra phải là đội đầu tiên đến nơi cứu viện. Nhưng cả đội lại cứ tỉnh bơ đứng trong rừng, không hề có ý định di chuyển. Để hai đứa đó giết đi, không cho chúng chơi đùa một lát, việc bao vây này sẽ không thành. Phía sau màn hình, cô ẩm vừa bảo với anh em nhà mình vừa cười âm hiểm. Ha ha ha, đám kia cũng cười phụ họa theo. Nếu giờ cả đám xông lên, Diệp Tu và Hoàng thiếu Thiên tuyệt đối sẽ theo kế hoạch ban đầu của mình lập tức bước ra rút lui. Tuy không thể đánh chết toàn bộ người của Mưu Đồ Bá Đạo, thế nhưng bởi vì năm đội của đối phương có xa có gần, không có khả năng trong thời gian ngắn khống chế nhiều khu vực ngay lúc này, hai người sẽ có đầy đủ không gian tiếp tục ở trong rừng cây tìm nơi ẩn núp. Tuy nhiên, cô ẩm cố ý không đến giúp, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên thấy không ai tới quấy rầy, đương nhiên sẽ tiêu diệt cả bốn người kia. Kết quả lại cho những người khác thời gian, hy sinh bốn người Mưu Đồ Bá Đạo, đổi lại công dụng khống chế hoàn toàn khu vực chung quanh mục đích trong kế hoạch của cô ẩm chính là hình thành triệt để thế lấy nhiều đánh ít 4. năm người ư số người ít ỏi này hiển nhiên không gây uy hiếp gì với hai vị đại cao thủ không thay đổi được số phận bị đối phương đánh bại từng người cô ẩm cố tình đề nghị sự bố trí như thế tức đã sớm ôm suy nghĩ dùng bốn người chơi mưu đồ bá đạo có sức phòng ngự thấp làm mồi nhử dựa vào những lần quân mạc tiếu và lưu mục xuất khích và ra tay chính xác cô ẩm tin tưởng hai tên này nhất định sẽ thấy được chỗ sơ hở này cả hai quả thực không hề khiến gã thất vọng những nhân vật phía tây nam trong khu rừng tổ bốn người mưu đồ bá đạo đã bị hai người tấn công kỳ thực việc cô ẩm điều động người chơi vây đánh gọng kìm về phía này còn đám đứng gần mưu đồ bá đạo nhất như họ lại cố ý không di chuyển là để tranh thủ thời gian những việc này tất cả đều nằm trong tính toán của gã lại một người toi rồi một lát sau người thứ ba của mưu đồ bá đạo ngã xuống mọi người vội gọi đến vị trí nào rồi cô ẩm tựa hồ là người gấp gáp nhất gã đương nhiên gấp chẳng qua thứ gã gấp không phải sự sống chết của người chơi mưu đồ bá đạo gã chỉ gấp việc ba đội kia có thể đến vị trí gã cần đúng lúc hay không nếu như không thể bốn người này sẽ được xem như chết vô ích ba đội báo tọa độ nhưng bấy giờ cô ẩm cũng không biết người cuối cùng của mưu đồ bá đạo có thể chịu đựng được bao lâu tất cả còn dựa vào may mắn sau khi vào chỗ lập tức tập trung đến vị trí mục tiêu cô ẩm gửi tin xong năm người của công hội luân hồi rốt cuộc cũng chịu di chuyển vừa chạy băng băng Cô ẩm vừa nhìn chằm chằm người cuối cùng của Mưu Đồ Bá Đạo. Rốt cuộc, sau tiếng nhắc nhở của hệ thống, tên sau cùng của Mưu Đồ Bá Đạo cũng biến mất khỏi đội ngũ. "Phác, người của Luân Hồi làm sao vậy hả? Luân Hồi chậm quá vậy. Ba đội khác đương nhiên sẽ oán trách đôi chút, lần này bọn họ đáng lẽ có thể cứu viện nhau, ai ngờ Mưu Đồ Bá Đạo bị diệt sạch cả bốn, người của Luân Hồi lại vẫn chưa thấy bóng, cùng với hiệu quả bọn họ dự trù cực kỳ không khớp, bọn họ nào biết đâu rằng đây là do cô ẩm cố ý bày trò." bình tĩnh chút nào, đối thủ rất mạnh, từng đội lên sẽ thay nhau chịu chết do không đồng loạt tấn công. Cô ẩm gửi tin, gã sẽ không giải thích quá nhiều, gã tin người của những công hồi khác sẽ không vì người của mưu đồ bá đạo chết mà tiếc thương, nói trắng ra, cả đám chỉ lo hai tên kia có thể dễ dàng thoát thân thôi. Có điều, giờ có mình bố trí, 18 người đánh hai người, cô ẩm không tin không đánh lại. Xong lên, có người ở kênh đoàn gửi tin, có kẻ lại giống lên luôn. Người của bốn đội dàn trận cánh quạt, dưới tình huống cục diện đã sắp xếp trước rất nhanh đã áp sát đến nếu có thể ép chúng ra khỏi khu rừng này thì rất có lợi cho chúng ta cô ẩm kêu thời gian không có khả năng cho phép bọn họ vây kín tứ phía thế nhưng lúc này vị trí này đã là dãy đất sát mép rừng không chi chỉ cần khống chế một khu vực vừa đủ hai người kia muốn chuồn cũng chỉ có thể chạy ra khỏi rừng trong hoàn cảnh ở ngoài rừng hai người họ muốn chơi trò suốt quỷ nhập thần đánh bại từng người một cũng không dễ dàng như vậy đối với lần bố trí này của mình Cô ẩm thỏa mãn cực kỳ, cứ nghĩ đây là kiệt tác hiếm có đó giờ mà mình chỉ huy được. Thấy bọn họ rồi bỗng nhiên trong kênh đoàn đội có người gửi tin. Vị trí nào, vị trí cũ, không hề động đậy, hình như đang nghỉ ngơi. Các đội đến vị trí nào rồi? Cô ẩm hỏi, ba đội đều tự nói lên tọa độ. Đến trước thì đừng vội và xông lên, chờ chúng tôi cô ẩm vừa gửi xong tin này. Trong tầm mắt của gã cũng nhìn thấy hai bóng người lập lòe trong rừng. Một cầm mâu mà đứng, một ngồi dưới đất ăn uống bổ sung pháp lực. Tới hết chưa, tới hết chưa. Cô ẩm cuống lên, vào chỗ rồi, vào chỗ rồi. Mau mau lên, còn một nhà chưa tới, cô ẩm phát cuồng thúc giục. Vào chỗ, lên, cô ẩm nhắn tin và nói cùng lúc, thầm sỉ và quân mạc tiếu trong lòng, lại vô cùng dũng mãnh sông ra ngoài. Cùng lúc đó, gã nhìn thấy bóng cây lay động từ nhiều phương hướng, người của họ đã hoàn thành việc khống chế mảnh rừng này, lúc này đây, tuyệt đối không còn chỗ thoát thân nữa, trừ phi hai người lui ra khỏi rừng, nhưng thế thì càng không còn chỗ ẩn thân, không khác gì với tình huống hiện tại. Quân mạc tiếu cô ẩm kêu to một tiếng, bóng dáng nhảy vọt ra trước mặt hai người. Đùng một tiếng vang thật lớn, hướng Tây Nam truyền tới một tiếng nổ mạnh, cô ẩm sửng suốt nhìn lại bên kia, sau tiếng nổ là khói súng ánh lửa chân thật đến vậy. Chuyện gì xảy ra, cô ẩm bật thốt lên, hướng kia làm sao lại vô cớ xuất hiện công kích, chẳng lẽ có đứa ngốc nào tẩu hỏa bấm bậy rồi. Tụi bây đã bị bao vây, trốn không thoát đâu. Diệp Tu nói, cô ẩm hoàn toàn ngây người, đây đáng lẽ phải là lời thoại của gã chứ tại sao lại từ miệng quân mạc tiếu nói ra mày cô ẩm vừa mới nói một chữ kiếm khách lưu một ngồi dưới đất kia đột nhiên đã nhảy dựng lên hàng đống bong bóng thoạt bay lượn trên đầu kiếm kéo tới cô ẩm cũng từng nghe nói đến lời công kích rác rưởi của tên kiếm khách này hơn nữa biết cả hai đều lợi hại gã vốn không định chiến đấu một mình sau một cú nhảy sau thì kêu lên phía sau bốn người anh em cùng gã vào tới câu nói vừa nãy của quân mạc tiếu có ý gì cô ẩm chỉ có thể vừa đánh vừa ngẫm nghĩ cơ mà gã thật sự rất muốn lên kênh đoàn đội hỏi thử nhưng gã không có thời gian hai đại thần cao thủ đồng loạt ra tay người còn rảnh chơi trò gửi tin chỉ có thể là hệ thống npc từ mọi nơi trong rừng không ngừng có người chui ra cô ẩm càng xem càng yên tâm đây không phải là người một nhà đang vây quanh của họ sao đánh bằng niềm tin phát huy cũng trở nên xuất sắc sức chiến đấu của cô ẩm cũng dũng mãnh vô cùng được lắm trong tất cả những tên đã gặp được hôm nay chú là tên mạnh nhất hoàng thiếu thiên không chút keo kiệt biểu dương nhưng cũng chẳng có ích lợi gì anh khuyên chú tốt nhất nên từ bỏ việc chống đối bọn anh đi chú có vẻ là thủ lĩnh đánh thêm một lát sẽ chết rất khó coi đó chú sẽ bị mất mặt trước đám anh em nhà mình chú chịu sao lần này hoàng thiếu thiên cực kỳ quá đáng bong bóng thoại không ngừng công kích cũng không ngừng ngay cả miệng mồm cũng không ngừng nốt xích ra diệp tu quát sao bong bóng thoại của chú che tầm nhìn của anh rồi. Diệp tu mắng, nhảm hà mại bong bóng thoại của Hoàng Thiếu Thiên vẫn rất sắc bén. Chúng em tới rồi một tiếng nói vang lên phía sau hai người. Hai bóng người nhảy ra từ lửa đạn khói súng ấy cũng không phải ảo ảnh. Phong sơ yên mộc và mộc vũ tranh phong của tô mộc tranh vốn cùng một khuôn. Đều là tay cầm pháo hạng nặng, tóc dài bay phấp phới. Sự mỏng manh của nhân vật nữ xen lẫn với vũ khí nặng của bậc thầy pháo súng tạo nên sự xung đột cực kỳ mãnh liệt hai phong cách ấy cùng dẫn đến sự rung động mạnh mẽ phía sau cô tất nhiên là một tắc cho của kiều nhất phàm từ cách di chuyển từng bước nhỏ có thể thấy được sự cẩn thận của người này lúc này ánh đao hiện lên một mũi nhọn mang ánh tím bổ đến quỷ chảm chém chúng một người vừa định lại gần đi vậy đến đây sao những người này là ai bằng hữu của ông hả ái ra bên hướng khác cũng truyền đến một tiếng nói bánh bao xâm lấn khóa yết hầu một gã người chơi rồi vọt lên đập gạch như đập dưa lên đầu người ta phía sau cậu xuất hiện một tên triệu hồi sư đi rừng tự mình vấp cành cây té ngã phía sau là một bầy thú cưng đã được triệu hồi cũng đi loạn xả khắp tư phía hiển nhiên chủ nhân căn bản không chỉ huy bọn chúng hợp lý đùng tiếng động nghe tương tự tiếng pháo thế nhưng người chơi có kinh nghiệm vừa nghe đã biết đây là tiếng nổ văng từ lạc hoa trưởng của pháp sư chiến đấu chợt nghe một tiếng to nhỏ này cũng biết có ba mục tiêu bị đánh chúng quả nhiên trong rừng có ba người chơi đã bị đánh bay chẳng qua đều thực hiện xong thao tác triệu thân lăn một vòng lập tức đứng dậy. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu cầm theo chiến mâu, sau lưng vọt ra một đám huyễn văn sáng long lanh, không nói một câu đã đuổi đánh người chơi gần nhất, hôm nay số lần cô chết hơi bị nhiều, cho ai không hình dung được, cái bốn giờ xích xuống dưới xíu, đê huyền. Chương 206, một nghề đầy khí phách, tim cô ẩm tan nát rồi. Xét theo số lượng thì bọn họ chiếm lợi thế, nhưng chất lượng thì khác đấy ạ. À. Năm người luân hồi lại rất vất vả mới đối phó được hai người quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc, còn gắng trụ vững là vì trông cậy vào các công hội khác mau vây giáp công. Kết quả thì sao, các công hội khác cũng bị tập kích, đội của quân Mạc Tiếu đều chạy tới hết cả rồi. Cô ẩm không nói rõ được những người ấy mạnh cỡ nào, nhưng chắc không kém mấy với kiếm khách cấp 27 Lưu Mộc nhỉ. Trên màn hình vì Lưu Mộc không ngừng di chuyển nên khắp nơi phủ đầy bong bóng thoại, tim của cô ẩm giờ cũng lạnh đi một nửa. Đường Nhu lên sàn bằng cách thao tác Hàn Yên Nhu đánh ra lạc hoa trưởng thổi bay ba người ra xa, trông càng gây chấn động đường nhu tới dũng mãnh thoát thân cũng dũng mãnh những người khác đều phải né tránh mà cô nàng rõ ràng một đường đánh giết từ thành không tích ra đi dạo trong thành để phục hồi trạng thái lâm nguy đường nhu ở nơi hẻo lánh đã chú ý đến việc luôn có người xuất hiện quanh mình không còn gì để nghi ngờ chắc chắn đó là người của những công hội lớn muốn theo dõi cô lại không chỉ có một nhưng đường nhu cũng chả thèm quan tâm mua thuốc thang đầy đủ xong lập tức lao ra khỏi cửa thành không tích bên ngoài thành có không ít người chơi của các công hội đang lởn vởn xung quanh họ không chờ đợi riêng gì đường nhu cả đám còn chuẩn bị ninh đón bất kỳ ai bị giết về chủ thành bất cứ lúc nào hàn yên nhu chết quay về chủ thành ai nấy đều biết nhưng hàn yên nhu bất ngờ xông thẳng ra không ai ngờ đến trong mắt bọn họ đây chính là một hành động ngốc nghếch kết quả một cô em gái như đường nhu lại cố tình lại làm vậy trước khi đi cô đã nhắn tin cho diệp tu diệp tu cũng không ngăn cản hắn để cho đường nhu cứ thế thử một lần cùng lắm thì thất bại lại rớt 10% kinh nghiệm thôi, trong mắt Diệp Tu cũng chả có gì lớn lao. Hắn đồng ý Đường Nhu làm vậy, đương nhiên cũng có nguyên nhân, bởi vì nghề của Hàn Yên Nhu là pháp sư chiến đấu. Tuy rằng Diệp Tu được xưng là bách khoa toàn thư của Vinh Quang, tinh thông toàn bộ các chức nghiệp, nhưng pháp sư chiến đấu chắc chắn vẫn là nghề mạnh nhất trong 24 nghề của hắn. Các loại huyễn văn cường hóa thuộc tính, độ dài vũ khí và phạm vi tấn công, thao tác hợp lý có thể đánh bay đối thủ thật mạnh đủ loại ưu điểm của pháp sư chiến đấu diệp tu lại chả quá rõ à nếu đường nhu không phải nghề này diệp tu sẽ giúp cô nghĩ một phương pháp thích hợp hơn nhưng làm pháp sư chiến đấu phương pháp thích hợp nhất chính là xông đến pháp sư chiến đấu nên có sự dũng mãnh bá đạo ấy để chơi hợp một nhân vật có khi không đơn giản chỉ dựa vào thao tác và ý thức mà càng cần hơn nữa một loại khí chất ý chí đầy bốc đồng này của đường nhu diệp tu thấy cực kỳ phù hợp với pháp sư chiến đấu nếu không trước lúc cô chọn nghề thì Diệp Tu đã đề cử nghề hợp lý hơn, giống như gợi ý kiểu nhất phàm dùng trận quỷ vậy. Cho nên bây giờ, Diệp Tu tuyệt đối sẽ không ngăn cản đường nhu làm loại hành động trông khá ngu mốc trong mắt người khác này. Dù thật sự cứ thế mà chết, Diệp Tu vẫn thấy đáng thử một lần, đây là lĩnh hội sự tinh phí và bồi dưỡng nên khí chất của nghề. Cuối cùng đường nhu xuất hiện ở đây, vậy chắc rằng cô nhóc đã làm được toàn bộ. Với việc này, Diệp Tu cũng thấy sục sôi cả lên hắn có thể tưởng tượng được những người thủ ở cửa thành đã nghẹn họng chân chối đến nhường nào khi cô nhóc đơn thương độc mã xông từ thành không thích ra đến tận đây. Bọn họ đương nhiên thi nhau hội đồng Hàn Yên Nhu, muốn thoát khỏi vòng vây của họ sẽ rất khó khăn. Nhưng càng là chuyện khó, đường Nhu lại càng hăng say lao vào. Với cô, cuộc phá vây ngoài thành này là một lần trình độ được phát huy vượt trội. Lấy phá vây là mục đích, cô chú ý tới từng chi tiết, tuy không hoàn toàn đánh chết mỗi một đối thủ gặp phải, nhưng khí phách của Pháp sư chiến đấu đã hoàn toàn thể hiện trên tay cô. Khi mà cô nhóc hung hăng chọc thủng tuyến vây công của đối thủ, những người chơi bị phá vây chỉ có thể dùng một từ để hình dung cảm thụ trong lòng mình lúc này, loạn. Đúng vậy, họ không hy sinh bất kỳ ai, thậm chí số người không hề giảm, nhưng trong lòng mỗi người đều thấy loạn. Cả đám vốn không phải chuẩn bị để chỉ chặn một người hay một đối thủ, họ thậm chí còn chờ để chặn và chỉnh chết mỗi người sống lại trong thành của đội quân Mạc Tiếu. Nhưng kết quả thì sao, chỉ mình Hàn Yên Nhu, dùng một phương thức cao quý là chạy ra đánh thẳng. Ý nghĩa tồn tại của họ đã bị xóa sạch, họ thậm chí không biết mình nên đuổi theo hay không, vì đấy là một mệnh đề mà họ chưa từng nghĩ đến, trong ý thức của họ không thể có người nào xông ra được khỏi vòng vây ấy, nhiều lắm cũng chỉ là lui về khu an toàn của chủ thành thôi, họ vẫn cho rằng như thế. Cho nên việc Hàn Yên Nhu giết thẳng ra phá vỡ vòng vây khiến tất cả đều ngây dại. Bọn họ muốn đuổi, nhưng nếu đều đuổi theo, trong chủ thành có người chết đi sống lại rồi lao ra thì phải làm sao đây? Do dự, xin chỉ thị, sau đó mọi người phát hiện không còn cần thiết nữa. Ngay cả tàn ảnh của Hàn Yên Nhu cũng không thấy nữa. Đoàn thể không có người chỉ huy thống nhất, ai đánh phần người đấy, dù đã chuẩn bị đầy đủ quân thủ hộ ngoài thành, cũng tồn tại lắm vấn đề. Thế nên tình huống ấy xảy ra hết lần này đến lần khác. Trong rừng không chi, cô ẩm cũng ngầm được xem đã từng chỉ huy một lần. Dưới sự chủ tính rõ ràng như thế, tác dụng của 20 người nên được phát huy trọn vẹn. Gã vốn có thể hạn chế quân mạc tiếu và lưu mộc một lần. Chỉ tiếc, những người khác trong tiểu đội của quân mạc tiếu thình lình đuổi tới hoàn toàn phá hủy kế hoạch của gã. Ha ha, đến đây đều đến đây cả đi, có người mới à. Triệu hồi sư hả, ngoá, anh tìm đâu tên triệu hồi sư rầm này, lung tung dữ vậy bay. Ế, tên đó nhảy trúng cây kia thấy không thấy không. Triệu hồi sư của anh đụng trúng cây kia, biết chơi không đấy. Hoàng thiếu thiên vừa chém người vừa lại nhảy cùng quân mạc tiếu đối mặt với năm đối thủ, thế mà hắn ta còn rảnh rỗi chuyển góc nhìn chú ý những người khác. Lão đại bánh bao xâm lấn bên này một gạch đánh ngất đối thủ rồi cùng Diệp Tu báo danh. Khi Diệp Tu xoay qua nhìn cậu, triệu hồi sư quá lộn xộn cũng khiến hắn thấy ghét bỏ, nhưng, nhìn đến ai đi treo trên đỉnh đầu người ta lại kinh ngạc không thôi. Muội quang, khéo thật đấy nhỉ, lão đại đây là cậu bạn em quen được dưới đáy giếng. Bánh bao sâm lấn giới thiệu muội quang cho Diệp Tu, chào cậu, Diệp Tu chào hỏi với Muội Quang, Muội Quang lại như không nghe thấy, nhân vật run rẩy ở kia, Diệp Tu vừa nhìn đã biết ngay người này đang luống cuống thao tác. Nhìn mấy em thú cưng ngập ngừng hành động của cậu ta, Diệp Tu rơi đầy mồ hôi. Hắn dám chắc, đây hẳn là một người mới ngay cả phím tắt cũng không nhớ nổi, lúc thao tác kỹ năng e rằng vẫn phải cúi đầu ngó phím xác nhận chứ, còn thường hay thao tác thất bại, dẫn đến nhân vật run run tựa như động kinh lại chẳng hề có kỹ năng nào bay ra. A à đồ đánh lén bánh bao sâm lấn đang nói chuyện với Diệp Tu, ai ngờ sau lưng bị người bắn lén. Vừa vội nhảy sang bắt người, vừa trách muội quang, ông làm gì thế hả, ông cứ thế này sao tôi có thể yên lòng để ông bảo vệ sau lưng mình. Muội quang nào để ý bánh bao sâm lấn, giờ cậu khống chế được đám thú của mình không đụng phải cây cũng khó khăn lắm rồi. Diệp Tu ở khu 10 lâu thế, người có thao tác dở ẹt như vậy chỉ mới thấy được hai người, một là cô nàng người mới trầm ngọc, một là triệu hồi sư muội quang này. Ngẫm lại bài hướng dẫn ngu ngốc tỉ mỉ của cậu ta, Diệp Tu xác định 100%, tên nhóc này chắc chắn chỉ đọc hướng dẫn và xem video rồi viết nên hướng dẫn kia. Với trình độ của cậu ta, đánh bản mà không có đại thần như mình chấn thủ, đảm bảo là sát thủ của đội, đánh nhiều lần diệt đoàn bấy nhiêu. Cũng mệt thay tên nhóc dám viết bài hướng dẫn tỉ mỉ kia, bản thân cậu ta có thể làm được mấy thứ mình ba hoa ư. Ai nha, lâu quá không gặp em gái Hàn Yên Nhu vẫn lợi hại như trước, một đánh ba mà vẫn Huy Phong hai đứa anh lại không bỏ đám này được, mãi không giết được cả năm, em lại góp chút sức nào a à đù, sao ông anh chạy rồi. Đù má, tên vô liêm sỉ, trọng sắc khinh bạn. Hoàng thiếu Thiên lại bắt đầu bắn liên thanh, ai ngờ quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đột nhiên phi súng bay ngược ra, lại lao đến sau lưng Phong Sơ Yên Mộc rồi dùng đạp bắn dẫm ngã một tên đang vòng phía sau cô nàng. Bấy giờ, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh xoay nửa người, một pháo chống tăng bắn về phía đối tượng vốn do quân Mạc Tiếu tấn công hai người thoáng chốc trao đổi mục tiêu công kích nhưng lại không hề thấy thế công bị gián đoạn đánh văng chúng qua đây hết diệp tu đứng giữa hô hào ôi mẹ nó ác qué đi một người cũng không tha sao có điều rất hợp ý tôi hoàng thiếu thiên vừa hét vừa phi thân lên ra ngân quang lạc nhẫn hắn thao tác chiêu này rất nhanh người chơi bình thường nọ hầu như không cảm nhận được chắn đã nhảy lên cứ như đứng tại chỗ phóng chiêu quả thực giống y bắc không nên xuất hiện vậy năm người không kịp né tránh nên bị đánh ngã hết có kẻ chịu thân thành công có kẻ chịu thân thất bại lưu mộc của hoàng thiếu thiên đã sớm nhảy lên trước xuất hiện sau lưng chúng đại kiếm ra chiêu rút đao trảm ba tên chịu thân thành công thế mà xui xẻo vừa lăn lên khỏi mặt đất đã bị kiếm này chém chúng bay tới tấp vào giữa vòng vây ba em đến nè nhận hàng còn hai em sẽ đưa đến ngay miệng pháo của tên này mãi không chịu ngừng giờ thấy nhiều người nên càng thêm hưng phấn đường nhu và kiều nhất phàm cũng nghe theo chỉ dẫn của diệp tu mỗi người đuổi bắt đối thủ rồi đánh văng vào giữa vòng vây. 18 người của công hội lớn vốn đã vây thành một vòng, sau khi đám người tô mộc tranh đến thì vòng không ra vòng, sơ hở nơi nơi. Bấy giờ không hề có chút phối hợp, mạnh ai nấy chiến. Có chút người đã nhận ra dù có nhiều người cũng chắc chắn không địch nổi, dần già nản lòng. Diệp Tu chú ý điều ấy từ lâu, nên giờ mới kêu gọi mọi người. Năm đối thủ phía hắn để hết lại cho Hoàng Thiếu Thiên, sau khi quân Mạc Tiếu bay vào giữa giúp Tô Mộc Tranh ngăn cản sau lưng, lại lập tức đến chỗ bánh bao xâm lấn viện trợ. Này, thu hết thú cưng của cậu vào đi, quân mạc tiếu lao đến bên này xong, điều đầu tiên là nói với muội quang một câu. chương 207, bản hướng dẫn của cậu, tại sao, góc nhìn nhân vật của muội quang không chút di dịch, tiếp tục chừng mắt nhìn đám thú cưng trước mặt mình. Triệu hồi sư cấp 30 đã có hai tiểu linh tinh hệ lôi, hỏa, mỗi loại triệu hồi được hai con, tồn tại 30 giây. Ngoài ra khi cấp 5 là có thể học được kỹ năng triệu hồi quỷ lùn, thời gian tồn tại của sinh vật được triệu hồi khá dài, 90 giây. Lượng thú cưng mắc mà triệu hồi sư cấp 30 có thể triệu hồi tổng cộng là 5 con, lúc này đang nhí nha nhí nhố chạy lung tung trong tầm nhìn của muội quang. Từ động tác nhân vật liên tục của cậu ta, Diệp Tu biết cậu ta đang cố gắng chỉ huy thú cưng của mình. Chỉ là, thao tác của cậu ta quả thật không đủ nhanh không đủ chuẩn, miễn bản tới khá nhiều các thao tác sai lầm khác. Với kinh nghiệm chơi vinh quang 10 năm của Diệp Tu, vậy mà không nhìn ra ý đồ thao tác của cậu ta là gì. Nguội quang cũng không phải gà mờ bình thường, từ việc cậu ta có thể viết ra được bài hướng dẫn ngu ngốc, Diệp Tu biết tri thức lý luận của cậu ta khá vững chắc. Cho nên thao tác của người này hẳn là có mục đích, không đánh bậy đánh bạ như gà mờ đích thực. Nhưng do thao tác quá loạn xà ngầu, trông đám thú cưng của cậu ta chạy lung tung, đần mặt và bị cây cản đường, Diệp Tu thật sự nhìn không ra. Lão đại tui chỉ điểm ông, nghe vài điều hưởng phúc suốt đời luôn. Bánh bao sâm lấn ném gạch qua khiến muội quang chú ý. Nguội quang cuối cùng cũng chuyển góc nhìn sang quân Mạc Tiếu bên cạnh quân Mạc Tiếu. Tôi đã đọc những bài hướng dẫn của cậu. Diệp Tu vừa nói vừa dẫn quân Mạc Tiếu xông ra ngoài. Thú cưng của muội quang quấn thành một cục, nhưng bản thân cậu ta lại có địch thủ. Ban đầu tên địch thủ có hơi bối rối, nhưng gã nhanh chóng nhận ra triệu hồi sư này không làm được trò chống gì. Xong gã cũng không muốn ôm đồm thêm phiền toái, đang tìm đường thoát thân, Diệp Tu cũng không trông mong muội quang có thể chỉ huy thú cưng ngăn người lại. Ồ, Thế nào, lời của Diệp Tu cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Muội Quang, cậu ta cũng vội chạy theo. Kết quả quân Mạc Tiếu bên cạnh lại đứng bất động không nói năng gì. Ê ê, thế nào chứ, Muội Quang sốt ruột hỏi, kết quả nghe được tiếng bùm vang lên phía kia, vừa nhìn, quân Mạc Tiếu đang xuất chiêu lạc hoa trưởng bắn người chơi đang lơ lửng kia sang đây. Thuật phân thân Muội Quang kêu lên, xong lại một trận buồn bực. Dạng chỉ biết lý luận như cậu ta không thể nhận biết thuật phân thân ngay lập tức cứ trầu trực đứng đây nói chuyện với ảnh phân thân. Mà người chơi bị quân mạc tiếu trưởng tới bên cạnh cậu ta nhanh như cắt một cái chịu thân trở mình bật dậy, hoảng hốt khi trông thấy muội quang kế bên, sau đó một cái kỹ năng đánh ra. muội quang luống cuốn tay chân, vừa muốn lăn vừa muốn chạy, trong lúc nhất thời đầu óc nảy lên 4 năm ý nghĩ, nhưng vào tay lại không thi triển ra được. Mắt thấy sắp bị trúng chiêu, kết quả lại là ba tiếng bùm 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 vang liền kề, quân mạc tiếu bên kia một phát pháo chống tăng bắn nổ người chơi nọ, Tiếp đó đã nhanh chóng vọt trở về. Viết không tồi, rất chi tiết, không sơ suất chỗ nào, nhưng không thực tế. Quân Mạc Tiếu vừa về, Diệp Tu lại tiếp tục nói tiếp lời vừa nãy với Muội Quang, tiến lùi vô cùng tự nhiên. Hừ, lại là không thực tế. Muội Quang cực kỳ khó chịu nói, đây là lời bình cậu ta nhận được nhiều nhất kể từ khi đăng bài hướng dẫn, vốn tưởng loại đại cao thủ siêu cấp như Quân Mạc Tiếu sẽ có đánh giá khác, ai ngờ cũng như số đông. Muội Quang nhất thời cảm thấy tên cao thủ này bất quả cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Đúng vậy, đấu pháp phức tạp kỹ lưỡng như thế, người bình thường căn bản không thể thực thi hết mọi thứ từ trên xuống dưới. Diệp Tu nói, đó là do trình độ không đủ, trình độ đủ thì có thể làm được. Muội Quang nói, tôi có thể làm được, nhưng tôi sẽ không làm theo hướng dẫn của cậu. Diệp Tu nói, vì sao? Muội Quang ngẩn ra, bởi vì tôi có thể làm được. Diệp Tu nói, anh có ý gì? Muội Quang vô cùng khó hiểu. Người có thể làm được, tùy tiện cũng có thể giết chết Boss bằng các phương pháp khác, cần gì phải cẩn thận án theo từng bước một của cậu để đánh. Diệp Tu nói, muội quang ngẩn ra, kiểu viết bài chỉ dẫn giết quái thế này vốn là viết cho những ai không biết giết xem, phương pháp càng đơn giản càng tốt. Nhưng cậu thì làm ngược lại, phương pháp phức tạp cần người chơi cao cấp mới làm nổi. Người chơi cao cấp, không cần những bài hướng dẫn này. Cậu viết hướng dẫn cho những người không hướng dẫn, đấy có phải là không thực tế? Diệp Tu nói, đó, muội quang không thể nói nên lời. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng không hiểu sao chính cậu ta lại không nhận ra. Lúc cậu ta nghiên cứu ra phần đầu tiên của bài hướng dẫn ngu mốc cũng rất đắc chí, kết quả lại không được ai thừa nhận. Cậu cũng không từ bỏ, viết hết bài này đến bài khác, hy vọng ai đó có thể thấy được sự đúng đắn trong bản hướng dẫn của mình. Giờ cậu ta rốt cuộc cũng rõ rồi, bản hướng dẫn của cậu ta quả thật đúng đấy, nhưng đồng dạng lại không có tính thực dụng trong ấy. Theo như lời của Diệp Tu, những bài hướng dẫn của cậu dành cho những người không cần hướng dẫn. Muội Quang Kinh ngạc đứng ở đó, thậm chí còn quên khống chế thú cưng của mình, mãi tới khi nghe Quân Mạc Tiếu bên cạnh mình đang chiến đấu lên tiếng, cậu định nghĩa bài hướng dẫn của cậu là hướng dẫn dành cho những kẻ ngu ngốc. Lầm rồi, bản chiến lược đó tuyệt không phải cho kẻ ngu, nó rất cao cấp. Chỉ tiếc là đồ bỏ. Muội Quang lẩm bẩm, cậu muốn làm một bài hướng dẫn cấp cao có giá trị không? Diệp Tu cười nói, đương nhiên, đi nghiên cứu phó bản đi Diệp Tu nói. Phó bản, làm thế nào để tạo kỷ lục phó bản cao nhất, đây mới là nơi cần bài hướng dẫn tấn công cấp cao." Diệp Tu nói, "Kiểu đấy đã có rất nhiều rồi." Muội Quang nói, "Thật ra cậu ta đã trông thấy những bài hướng dẫn quá trình đánh phó bản tường tận, lại không có hướng dẫn chỉ cách giết boss tường tận nào, mới bắt đầu nảy sinh ý tưởng làm một bản chỉ dẫn giết boss chi tiết." Song hiện tại cậu ta đã hiểu, có bản hướng dẫn quá trình đánh phó bản, đó là vì có người cần, boss thì không, không phải vì không có ai viết. Mà là phương diện này không cần chỉ dẫn như thế. Cậu có thể viết rất tốt." Diệp Tu nói, Ngụy Quang tâm niệm khẽ động, "Tôi từng viết một bài về Mai Cốt Chi Địa, anh đọc chưa?" "Đọc rồi." Diệp Tu nói, "Thế nào?" Ngụy Quang có phần hồi hộp, tuy đã biết suy đoán vũ khí cam của mình bị bánh bao xâm lấn phủ nhận không đáng tin, nhưng cậu ta vẫn cực kỳ muốn xác thực bản thân mình sai lầm đến đâu. "Cũng không tệ, có điều, phát hiện của cậu chưa đủ nhiều." Diệp Tu nói, "Hả?" Boss thầy ma Bailey thứ hai cũng có thể khiến nó mắc kẹt đến chết. Diệp Tu nói, làm thế nào gây mắc kẹt nó? Muội quang kinh ngạc, hướng 8 giờ của Boss, trên vách tường có một cái động, cậu biết không? Không biết, chính là chỗ đó, kéo Boss vào đó là được rồi. Vậy đội các anh có bao nhiêu món vũ khí cam? Muội quang lại vội hỏi, một món, Diệp Tu nói, lúc ấy trong đội có lưu mộc của Hoàng Thiều Thiên cầm kiếm quang hấp huyết cấp 25. À, muội quang đỏ mặt, Cậu từng suy đoán chắc cú rằng bọn họ có ngần ấy trang bị cam, cậu tin Quân Mạc Tiếu không cần thiết phải lừa mình. Nhưng có một vũ khí bạc, Diệp Tu nói, "Vũ, vũ khí bạc?" Muội Quang kinh ngạc, bất giác chú ý tới ô thiên cơ trong tay Quân Mạc Tiếu. Vừa lúc Quân Mạc Tiếu đang một trường đánh bay đối thủ đang trồi lên rồi cực nhanh dùng rút đao trảm bổ sung thêm thương tổn, muội Quang đứng gần thấy vũ khí vốn đang là chiến mâu đột nhiên rút lại, tiếp đó từ bên dưới lòi ra một thanh kiếm suốt chiêu rút đao trảm. Chính là nó. Muội quang kêu lên, đúng vậy, có thể biến hóa hình thái, cho nên sẽ không có thời gian đóng băng đổi vũ khí. Muội quang hô, ô, oh, người mới như cậu, lại khá hiểu biết về cách chơi cũ của tán nhân. Ờ thì, lúc nghiên cứu đấu pháp mai cốt chi địa của các anh, đã từng cố ý nghiên cứu khá nhiều tư liệu về tán nhân. Muội quang nói, à, Diệp Tu đáp, đúng vậy, thanh vũ khí này cơ bản đã vượt khỏi hạn chế không thể tùy ý thay đổi vũ khí của tán nhân. Diệp Tu vừa nói, quân mạc tiếu vừa truy đuổi theo mục tiêu. Muội quang lúc này hoàn toàn không màn tới đám thú cưng của mình nữa, vội vàng theo sau quân mạc tiếu. Cơ bản đã vượt khỏi, muội quang chú ý tới cách dùng từ của Diệp Tu. Ừ, cậu xem, trong lúc chuyển đổi hình thái, dù thế nào cũng phải cần một chút thời gian. Diệp Tu nói, ừm, um, nó không thể khắc phục hoàn toàn à. Muội quang hỏi, chỉ có thể tăng tốc tốc độ thao tác của tay, nhanh hết khả năng. Diệp Tu nói, vũ khí này, quá thần kỳ. Muội quang sợ hãi than, cậu cũng có nghiên cứu về chế độ. Diệp Tu hỏi, có để ý một chút, nhưng mà, cái đó rất phức tạp. Tôi thấy ít nhất cũng phải hiểu rõ hết toàn bộ các thiết lập của game. Hơn nữa không thể thiếu nhiều thực tiễn, còn phải cần một số tiền khổng lồ, với người chơi bình thường chỉ sợ không cáng đáng nổi. muội quang đáp, cậu nói đúng, Diệp Tu gật đầu thở dài. Cậu lạc bộ chuyên nghiệp nghiên cứu trang bị tự chế, có công hội lớn nâng đỡ, có đầu tư tiền thực, mới có thể cung cấp vũ khí tự chế không ngừng cho các ức chuyên nghiệp của họ ô thiên cơ thì sao không hề có sức người hay tiền của làm hậu thuẫn chỉ thuần túy dựa vào một người cần cù làm ăn trong game làm cơ sở làm ra một món đồ tự chế thế này diệp tu không dám nói trong vinh quang tuyệt đối không có người thứ hai nhưng bất kể là trang bị nào mồ hôi và gian khổ bỏ ra đều không thể miêu tả hết bằng lời thế vũ khí bạc này của anh muội quang nghi hoặc một chút chuyện rất lâu rồi diệp tu thở dài bởi vì tán nhân không thể thăng cấp cho nên là vô dụng Nguội quang không hổ là chuyên môn nghiên cứu về tán nhân, là một người mới, nhưng lại có phán đoán rất chính xác. Ừ, thế giờ thì sao, cấp 50 có thể đi thần chi lĩnh vực thăng cấp. Diệp Tu nói, cấp 50 đi thần chi lĩnh vư c nguội quang khó tin hít sâu. Trong quá trình nghiên cứu tán nhân, cậu cũng không phát hiện ra thiết lập này. Thế nhưng, khiêu chiến bước vào thần chi lĩnh vực vẫn luôn được coi là chỗ gay gâu nhất trong game Vinh Quang. Với mỗi lần điều chỉnh cấp độ cao nhất, độ khó khiêu chiến để bước vào thần chi lĩnh vực cũng sẽ tăng lên. Trước mắt mắc cấp đã là 70, người này lại muốn ở cấp 50 đi hoàn thành khiêu chiến thần chi lĩnh vực. Nên biết, hầu hết nội dung khiêu chiến thần chi lĩnh vực là cần người chơi tự mình hoàn thành, không được nhận trợ giúp từ các người chơi khác. chương 208, Triệu Hồi Sư, đừng gọi nhiều thú triệu hồi như vậy, bây giờ tập khống chế hai con rồi hãy luyện lên. Diệp Tu nói với Muội Quang, lúc này Diệp Tu trong mắt Muội Quang đã không còn như trước, Lời vừa nói đã làm cho muội Quang cực kỳ tin tưởng. Nhìn lại năm con thú triệu hồi lúc đầu giờ vừa hay chỉ còn hai con, ba con tinh linh nhỏ vì hết thời gian giới hạn mà tự động biến mất. Thao tác thú triệu hồi của Triệu Hồi sư cũng rất phiền phức, mang cảm giác khá giống kiểu game ATS. Thế nhưng, góc nhìn ngôi thứ nhất của Vinh Quang lại không tiện để thao tác kiểu ATS. Sao real-time strategy chiến lược thời gian thực, ví dụ như StarCraft, cũng may Triệu Hồi sư cũng có vài kỹ năng thao tác. Đi theo cấp 10 có thể khiến thú triệu hồi theo sau mình, dấu ấn cấp 15 có thể đánh dấu, thú triệu hồi sẽ đi tới nơi mình chỉ định. Hai kỹ năng đó tiêu hao mana rất thấp, triệu hồi sư dựa vào chúng để quản lý đám thú. Kỹ năng dấu ấn có thể dùng lên địa điểm, cũng dùng được lên người chơi hoặc quái, khi dùng lên người chơi hoặc quái thì thú triệu hồi sẽ tự động tấn công. Cấp của hai kỹ năng càng cao, khoảng cách khống chế thú sẽ càng xa. Kỹ năng quất roi sau cấp 20 dùng để quất thú triệu hồi, thú bị quất sẽ trở nên chịu khó hơn tốc độ tấn công và di chuyển tăng lên, cấp của kỹ năng quất soi càng cao, tốc độ sẽ càng tăng. Ngoài ra còn có kỹ năng chuyển nghề cấp 20, cường hóa thú triệu hồi. Tên như nghĩa là cường hóa thuộc tính tấn công và phòng thủ của tất cả thú triệu hồi, cũng như vậy, cấp bậc càng cao thì mức cường hóa càng mạnh. Từ cấp 25 đến cấp 30 lại có hai kỹ năng là triệu hồi tinh linh sấm sét và triệu hồi tinh linh lửa. Lực công kích của cả hai không hơn kém nhau mấy. Điểm khác là, khi tinh linh sấm sét tấn công sẽ có tỷ lệ làm mục tiêu tê cứng, mà tinh linh lửa có tỷ lệ gây thiêu đốt. Còn hai loại khác là tinh linh băng và tinh linh bóng tối, lực công kích không hơn kém và mang hiệu quả riêng biệt. Nhưng triệu hồi sư cấp 30 không thể triệu hồi được chúng, phải đến cấp 35 mới có thể học được. Muội quang nghe theo kiến nghị của Diệp Tu, chỉ chuyên tâm điều khiển hai con thú triệu hồi. Nhìn trái phải, lại không biết phải phối hợp cùng ai. Quân mạc tiếu quá lợi hại, không cần cậu hỗ trợ, những người khác lại chẳng quen biết, Ngụy quang nhìn một vòng cuối cùng đành tìm bánh bao xâm lấn một quỷ lùn và một tinh linh sấm xét cùng hướng về phía bánh bao xâm lấn đang dây dưa với đối thủ hất tay ra ngụy quang ném dấu ấn lên người đối thủ của bánh bao xâm lấn ai ngờ cả hai đang quần nhau lại đột nhiên đổi vị trí dấu ấn dính lên lưng bánh bao xâm lấn bánh bao xâm lấn hiện đã là người từng trải trăm trận trên đấu trường có hiểu biết về tất cả nghề kỹ năng nào cũng được lĩnh giáo qua lập tức biết đó là dấu ấn của triệu hồi sư kết quả nhìn thử lại thấy hai em thú triệu hồi của muội quang đang nhào đến tức giận không thôi ông làm gì đó lòng dạ nhỏ nhen muốn báo thù hả trước đấy bánh bao xâm lấn đập gạch lên người muội quang để cậu chú ý lời diệp tu nói giờ bị muội quang đánh dấu lập tức hiểu lầm tên này chắc đang trả thù cục gạch hồi nãy nhường đường chút ông nhường đường chút muội quang kêu to thời gian đóng băng của những kỹ năng chỉ huy thú triệu hồi rất ngắn lúc này lại cầm dấu ấn trên tay chuẩn bị dùng lần nữa kết quả bánh bao xâm lấn lại đứng chặn ở kia cả hai vào đội đã diệp tu vội gửi yêu cầu tổ đội cho họ cả hai chưa hề tổ đội nhau nên vẫn tấn công nhau được hai người vào đội dấu ấn mà muội quang ném lên người bánh bao xâm lấn sẽ không phải công kích nữa mà trở thành theo sau bánh bao xâm lấn đấy là một trong những cách triệu hồi sư chỉ huy thú di chuyển cho ông một em chơi nè bánh bao xâm lấn hết to người đã lao đến phía sau đối thủ dùng tập kích gối Trông cứ như đang thúc vào mông người nọ, người kia lảo đảo nhào về phía muội quang. Má nó, muội quang chửi ầm lên, hành động của bánh bao sâm lấn đôi khi còn làm cơ điệp tu đoán không được, huống chi là cậu ta. Đối thủ dương nhanh múa vuốt đánh tới, muội quang thoáng chốc đã nghĩ ra vài phương án, chờ xác định, đối phương đã tới trước mặt rồi. Người nọ là một nhà quyền pháp, nhấc chân đá cao đạp muội quang bay thẳng lên trời. Đồ ngốc, bánh bao sâm lấn mắng xong định bụng chạy đến giúp đỡ. Tên này để anh, bánh bao coi chừng tên kia. Diệp Tu vội gọi về, phía bánh bao xâm lấn đang có một tên ma kiếm sĩ thừa loạn muốn trốn. Diệp Tu sớm đoán được tình hình cuống quýt của cậu nhóc với muội quang bên này, bằng không sao lại đặc biệt đến giúp đỡ chứ. Bánh bao xâm lấn xoay người nhìn, quả nhiên thấy tên ma kiếm sĩ kia chuẩn bị chuồn, lập tức hét lớn, cục gạch chuẩn bị cứu viện muội quang lại quăng về phía tên đó. Quân mạc tiếu của Diệp Tu dùng thuật phân thân xuất hiện bên đấy, hai ba chiêu đã đáng ngã nhà quyền pháp kia nguội quang đáp xuống, thao tác chịu thân quá khó với cậu, sau cùng nhân vật bị cạp đất. Ở nơi khác, Hoàng Thiếu Thiên và Đường Nhu đều thuận lợi đánh bay đối thủ vào giữa vòng vây. Nhân vật của Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm bị hạn chế phương thức tấn công, công kích thổi bay không so được với kiếm khách và pháp sư chiến đấu, hiệu suất kém hơn chút. Nhưng dù sao tiêu chuẩn của cả hai cũng thuộc hàng chuyên nghiệp, họ vẫn mạnh hơn Đường Nhu rất nhiều, tuy phải tốn thêm nhiều bước lật người chắc trở, đến cuối cùng vẫn xử lý toàn bộ đối thủ vào giữa, 18 người của các công hội, vào giữa vòng 16 người, còn hai người đang ở phía đám bánh bao xâm lấn. Quân Mạc Kiều đánh ngã nhà quyền pháp kia, xoay tay hất một chiêu đánh bay, cũng đưa người tới. Lưu manh của bánh bao xâm lấn không hiểu rõ đấu pháp của nghề này lắm, cù nhây một hồi với tên ma kiếm sĩ, rốt cuộc nhờ vào trình độ cao hơn mà tiến nốt tên kia vào giữa, giờ thì số đông lại bị số ít bao vây rồi. Bị quần tới mức này, đám cô ẩm sao lại không biết rõ thực lực tranh lệch chứ, cả đám đều biết phải lui quân thế mà chẳng đứa nào chạy trốn. Ngay lúc này, chẳng cần quan tâm tâm trạng ra sao nữa, cô ẩm bất chấp nhảy ra gánh trước chỉ huy. Hướng 6 giờ, mọi người lao hết về phía ấy. Cô ẩm có khả năng quan sát, vừa nhìn đã biết ngay hướng của bánh bao xâm lấn lỏng lẻo nhất. Có điều gã lại không có tốc độ tay như tuyển thủ chuyên nghiệp, đang chiến đấu nên không rảnh gõ chữ, đành hắng giọng gào lên. Nào dễ chạy như vậy, hướng 6 giờ à, nói toạc hướng 6 giờ còn chạy thế nào. Người anh em chú nên luyện tốc độ tay chút đi, giờ lén lút gửi tin có thể khiến tụi này bận rộn chút đấy. Ây ra, hay là chú làm vậy rồi? Miệng thì bảo 6 giờ, trên thực tế lại âm thầm gửi tin chạy hướng khác. Ôi trời ơi, mọi người phải cẩn thận đấy. Hoàng thiếu thiên tiếp lời mệnh lệnh của người ta rồi bla bla không ngừng. Vừa có trào phúng lại vừa nhắc nhở tất cả. 18 hảo hán giữa vòng vây của mấy công hội lớn cũng không rảnh để so đo bè phái công hội gì nữa. Nghe thấy tiếng hét của cô ẩm, quả nhiên đồng loạt lao về phía 6 giờ ơ ờ, chạy hết về đây thiệt à đại tướng trông giữ hướng 6 giờ bánh bao xâm lấn chợt thấy áp lực rất lớn ông đó ông đó xếp đám thú của mình thành một vách ngăn mau muội quang luống cuống triệu hồi cả năm con thú nhưng nhiều quá cậu lại chỉ huy không nổi năm con đứng chẳng thành hàng nhưng trái lệch phải như hàng rào sắp ngã ông làm gì vậy chăn dê hả bánh bao xâm lấn nói ném dấu lên tôi quân mạc tiếu của diệp tu lúc này chạy lại kêu một tiếng Ngụy Quang đang luống cuống không vội xếp hàng lũ thú nữa, ném một dấu ấn về phía Quân Mạc Tiếu. Ô Thiên Cơ tán trong tay Quân Mạc Tiếu giơ lên, trước người bắt đầu ngưng kết thành một trận triệu hồi hình sao sáu cánh, hiển nhiên là kỹ năng triệu hồi sinh vật từ thế giới khác. Mà tán nhân dưới cấp 20 chỉ có thể triệu hồi được một con quỷ lùn. Cột sáng rực rỡ của trận triệu hồi dâng cao, trận đồ biến mất, một em quỷ lùn da xanh đã đứng trước mặt Quân Mạc Tiếu. Dấu ấn của Ngụy Quang vừa hay bay đến, bay lên đầu quỷ lùn của Quân Mạc Tiếu. Năm con thú của Muội Quang cứ như được chăn dắt mà lập tức vây quanh em quỷ lùn của Quân Mạc Tiếu. Lại thấy Quân Mạc Tiếu dùng ngay kỹ năng đi theo, quỷ lùn chạy theo hắn, thú triệu hồi của Muội Quang lại theo sau quỷ lùn. Chỉ với vài thao tác di chuyển thoạt nhìn đơn giản, sáu con thú triệu hồi lại xếp thành một hàng chỉnh tề. Muội Quang trố mắt há mồm, với khả năng quan sát của mình, cậu lại nhìn không ra trong quá trình dẫn đường của Quân Mạc Tiếu ẩn chứa bao nhiêu thao tác nhỏ nhặt, thế nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp như Hoàng Thiếu Thiên lại biết rõ. Chuyện xếp hàng trông thì đơn giản này, trong cách di chuyển không biết hiển lộ biết bao bản lĩnh. Sau đó quân mạc tiếu cũng vươn tay ném một dấu ấn, quỷ lùn tự động đi qua, vẫn mang theo năm con thú triệu hồi của muội quang, vậy mà đúng lúc xếp thành một rào cản ngăn lối 18 hảo hán kia. Có điều, không thể ngăn chặn thế công của 18 người chỉ với 6 em thú nhỏ nhoi này, nó chỉ câu giờ thêm chút mà thôi. Mọi người đồng thời cải biến hướng tấn công về phía 18 người. Lúc này sẽ không phải hạn chế hay chế ngự nữa, mà bắt đầu giết chết luôn. Đường Nhu là người đến nhanh và tàn bạo nhất, quét ngang thường bằng chiến mâu, đám kia nhảy tránh, tiếp đấy lại đâm liên tiếp như độc xà, đâm đối thủ đổ cả máu, thiên kích rồi lạc hoa, đối phương bay ra văng vào mấy người nữa, 18 người y như một miệng vết thương lớn đang bị nứt ra. Ôi, em gái uy phong quá, lợi hại lợi hại, còn quỷ kiếm kia, dùng trận, a, à, dùng rồi hả, ô tốt lắm, có khả năng quan sát đấy, có tiền đồ có tiền đồ. Hoàng Thiếu Thiên lại bắn ráp, ánh kiếm vẫn chấp lóe, 18 người đều biết tên này lợi hại, những ba người đến chặn hắn, lại vẫn bị đánh phải đến lui bước, mà đám bóng thoại tăng lên liên tục càng khiến cả đám buồn ói hơn. Khả năng quan sát tổng thể của Kiều Nhất Phàm rất tốt, đã sớm chú ý tới kiếm khách này. Lắm mồm mà lại sắc bén, cậu nhớ tới một người. Sau đó cậu len lén tìm tên Lưu Mộc, phát hiện kiếm khách nọ mới cấp 27. Đây đây đây, là Hoàng Thiếu Ư, Kiều Nhất Phàm như nghe được tiếng tim mình đập, quá trâu bò rồi, bản thân mình lại được sóng vai chiến đấu với cả hai đại thần ư. chương 209, đứa nào giết ít hơn thì thua. Giết 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 giết, đang chiến đấu, Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên chỉnh kiểu chữ, dùng phông lớn nhất và đậm nhất gõ liên tục bảy chữ giết. Dưới những bong bóng thoại in đậm, công kích của Lưu Mộc tựa như càng thêm sắc bén. Kiều Nhất Phàm càng tin tưởng suy đoán của mình, công kích của Lưu Mộc không hề gián đoạn, bảo trì được thế công với tiết tấu cao lại còn rảnh rang chỉnh phông đánh chữ, tốc độ tay siêu tốc như vậy, còn ai khác ngoài đại thần hoàng Thiếu Thiên? Có điều chịu sự công kích mạnh mẽ và liên tục như thế, người đầu tiên ngã xuống trong 18 anh hùng của công hội lại không phải dưới kiếm của Lưu Mộc. Dù Hoàng Thiếu Thiên có lợi hại, khả năng tấn công của vũ khí cam cấp 25 tương đương với vũ khí tím cấp 30. Nhưng cấp bậc của hắn quá thấp, kỹ năng gây tổn thương yếu, thêm sự áp chế 6 cấp không thể bỏ qua kia khiến sát thương của hắn khá hạn chế. Trong 18 anh hùng hảo hán, người đầu tiên đã ngã xuống dưới chiến mâu của Hàn Yên Nhu Đường Nhu hôm nay cô nàng tạch những hai lần còn bị người chặn ở thành trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư không ai biết trong mắt mọi người cô chỉ đang chiến đấu chiến đấu và chiến đấu sau khi có mặt cô cũng chưa nói lấy một câu chỉ không ngừng chém giết bảy chữ giết của hoàng thiếu thiên nếu gán cho cô nàng lại thích hợp hơn cả dưới chân hàn yên nhu là vòng không thuộc tính tăng tốc độ di chuyển hai tay ửng đỏ với thuộc tính hỏa tăng sức lực quanh thân lập lòe ánh sáng xanh thể hiện thuộc tính băng tăng phòng ngự bộc lộ trọn vẹn ý chí chiến đấu mạnh mẽ của cô Pháp Sư này. Cô không đánh giết ở vòng ngoài, mà dấn thân vào trận địa của địch, nhưng đối thủ lại chẳng thể làm gì, còn bị cô hung hãn giết chết một người. Thứ khí chất quyết không lùi bước ấy, Hoàng Thiếu Thiên không có. Dẫu Hoàng Thiếu Thiên luôn chiếm thế chủ động tuyệt đối khi giao đấu với những người bị hắn coi là gà mờ, nhưng bản chất cơ hội của hắn mãi không thay đổi. Đấy cũng là một loại khí chất, tuyển thủ nào cũng có khí chất của riêng mình, người chơi cũng vậy. Đấu pháp, thói quen, cách phán đoán đều thể hiện khí chất. Tuyển thủ chuyên nghiệp phát huy tất cả đến cực hạn, vậy nên khí chất của họ bộc lộ rõ ràng hơn. Hoàng Thiếu Thiên cũng có thể dùng kỹ thuật của mình thể hiện sự mạnh mẽ như đường nhu, nhưng không thay đổi được bản chất của mình. Bản chất của hắn là ẩn núp chờ thời, sát thủ một kích chúng ngay, chứ không phải chiến tướng ảo ạt khí thế, xung phong phá bẫy. Biểu hiện của đường nhu khiến Hoàng Thiếu Thiên hơi kinh ngạc, bởi lẽ trước đấy hắn chỉ tiếp xúc với PVE cùng hệ thống NPC khuôn sáo đơn điệu và bảo thủ, thứ nào cũng đi theo một đường cố định. Mà chiến đấu trong PvP, tình huống phức tạp đa dạng, yêu cầu với người chơi rất cao, đặc điểm mọi mặt của từng người mới thể hiện trọn vẹn hơn. Giờ phút này Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy một đường nhu như vậy, kỹ thuật tuy không phải hàng đầu, nhưng khí chất lại được phô diễn trọn vẹn. Đám người chơi cô ẩm còn dám đi lên múa đao đùa dẫn đôi lần với lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng đối mặt đường nhu của Hàn Yên Nhu, cả đám tránh còn không kịp. Đúng là một nhân tài. Bấy giờ Hoàng Thiếu Thiên mới thật sự nhìn thẳng vào thực lực của Đường Nhu, lần phó bản trước đấy hắn không quá coi trọng. Một tiếng bùm vang lên, Hàn Yên Nhu lại dùng chiêu lạc hoa trưởng bá đạo của Pháp sư chiến đấu nổ vang ngã một đám, một bóng người lợi dụng sơ hở của cú nổ ấy mà lèn vào. Lưỡi đao vạch lên, băng giá hạ xuống từ lưỡi đao, quỷ thần màu xanh trắng ngưng kết thành hình, đấy chính là một tấc cho cuộc kiều nhất phàm nhân sơ hở mà nhảy vào giữa địch vứt băng trận. Đám cô ẩm vội công kích để cắt ngang, nhưng cuối cùng tất cả công kích đều đã quá trễ, sau khi một tấc cho đọc phép xong ném ra băng trận liền lăn người ra, vừa hay tránh khỏi đòn tấn công của mọi người. Ngon, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn đã nhìn rõ nghề nghiệp của tất cả nhân vật chung quanh, đánh giá được vị trí và các khả năng công kích của chúng, lựa chọn vị trí đứng vừa có thể thi triển băng trận lại vừa tránh được những công kích có thể xuất hiện. Ngoạn mục, quá ngoạn mục, chắc chú em không phải làm bừa đâu nhỉ. Người thường khen tuyệt là đủ, Hoàng Thiếu Thiên lại giải thích dài dòng tại sao tuyệt. Chờ hắn nói xong, đám người cô ẩm đã bị băng trận đông thành kem que. À, Kiều Nhất Phàm được đại thần khen ngợi nên không khỏi kích động, à được một tiếng, dường như mới thấy không biết nói gì nên đành chỉ đáp không có đâu. Kết quả Hoàng Thiếu Thiên đã tiếp tục thao thao lời rác rưởi đánh ra những bong bóng chữ của mình, cô thanh đại kiếm chém giết đối thủ. Biểu hiện lúc nãy của Kiều Nhất Phàm quả thực rất đặc sắc, nhưng còn chưa đủ để một đại thần hàng đầu giới chuyên nghiệp đứng tại chỗ bồi hồi hồi lâu. Một luồng súng laser nhanh chóng bắn ra, 18 người, không, 17 người lại bị xé nát tàn nhẫn lần nữa. Bên kia quân mạc tiếu của Diệp Tu cũng dùng một lạc hoa trưởng bá đạo nổ ra một kẻ hở. Bánh bao xâm lấn oai phong lẻn vào, bị ổi ném một nhúng cát. Lập tức gây mù cho hai người chơi đang chạy loạn. Màn hình chợt tối thui, cả hai không biết bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào, chỉ chờ kỹ năng hết đóng băng thì điên cuồng ấn công kích, điên cuồng xoa tay ra kỹ năng. Một lát sau hiệu quả mù được giải, một người u u cà cà phát hiện thế giới đã bao phủ màu xám trắng. Lúc ngã xuống gã nhìn lên trời, bên cạnh gã, là người anh em cùng bị mù với gã. Lưới kiếm của quân Mạc Tiếu đang lướt qua gáy chú em kia. Thứ phun ra hình như là máu tươi, trong thế giới người chết, ngay cả máu cũng xám xịt. Chú em kia cũng ngã xuống, chỉ một thoáng bị mù, cả hai đã ngã xuống. Lưu manh cấp 30, gây mù chắc chắn không quá 6 giây, mà bọn họ ngay cả chưa tới 6 giây đã không sống nổi nữa. Họ không biết đối phương đã phối hợp công kích thế nào, chỉ có thể kiểm tra qua nhật ký ghi chép của hệ thống, người đánh chết họ chính là quân Mạc Tiếu. Người này vốn là đối thủ đáng sợ nhất mà họ phải đối mặt, nhưng dưới sự thể hiện trói mắt của người khác, họ lại bất cần phớt lờ người này. Quân Mạc Tiếu vẫn luôn ở đấy, quân Mạc Tiếu mới là kẻ mạnh nhất, đến khi nhận ra chuyện ấy, cả hai đã ngã xuống rừng không chi. Quân Mạc Tiếu còn đang chiến đấu, khi hắn vung chiến mâu, sự bá đạo của hắn không hề thua kém nữ pháp sư chiến đấu kia, mà khi hắn bỗng nhiên đổi vũ khí, lại có thể biểu hiện ngay một phong cách khác. Ai nấy nhún nháo tháo chạy, tiếng nói của kiếm khách lưu một âm vang bên tai, ôi không dùng hết sức lực, ông anh cũng không phát huy đầy đủ phong cách của tán nhân gì cả. Dùng chiến mâu hoài vậy, anh nghĩ mình là chiến đấu pháp sư à? Cần thiết ư, Diệp Tu cười bảo, chiến mâu của quân Mạc Tiếu đâm ra rồi vung lên, viên vũ côn lại quăng chết một người chơi. Chú sắp thua, Diệp Tu nói, gì, anh đã giết 11 người rồi. Diệp Tu nói, đù má đù má, còn đang tính cái này hả? Hoàng Thiếu Thiên kêu to, trước đấy có nói lấy số người giết được quyết thắng thua, Hoàng Thiếu Thiên đánh đấm một hồi đã quên mất sự. Cứ tính tiếp thì bản thân mới xử có chín em, lúc trước tiến độ của cả hai ngang nhau, tranh lệch hai em vừa được tạo nên từ cuộc hỗn chiến này. Đang sao gì đấy, đường nhu rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên sau khi có mặt. Cho đứa nào giết ít hơn thì thua, Diệp Tu nói, ha 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 ha. ha. Bánh bao sâm lấn cười to, hấp dẫn góc nhìn của mọi người. Rồi sau đó, chỉ thấy cậu ta bình tĩnh chuyển hướng về phía muội quang còn đang luống cuống tay chân chỉ huy thú triệu hồi bên cạnh mình, nghiêm túc bảo ông thua nhá. Muội quang vẫn chăm chú chỉ huy thú triệu hồi của mình. Đám thú của cậu ta trước đấy dàn hàng chặn 18 hảo hán kia, giết qua giết lại, cọ cưa một hồi, giờ đã đổi một đợt mới. Mà sứ mệnh dàn hàng cũng đã hoàn thành, muội quang hiện đang chỉ huy chúng nó tác chiến. Bây giờ, cậu làm được rồi bị một tắc cho của kiều nhất phàm đông thành kem que, bị muội quang đánh dấu chính xác. Một em quỷ lùn, hai em tinh linh sấm sét và hai em tinh linh lửa của cậu lập tức bu quanh cây kem. Ngọn lửa của tinh linh lửa phá tan ngay hiệu quả đóng băng, nhưng người chơi vẫn không dễ dàng thoát khỏi vòng vây của năm em thú triệu hồi. Tuy thao tác của muội quang rất kém cỏi, nhưng vòng vây đã hoàn thành, dấu ấn còn đấy, thú triệu hồi đã bắt đầu tự động công kích. Đáng thương cho người chơi kem que nọ bị vây kín, trái phải trước sau đều không có đường lui, bị năm em thú tớ tới cậu đến tấn công không ngừng, máu rớt một cách nhanh chóng. Phung kiếm chặt rớt một em, định chạy mau ra, một em thú khác đã bám giết không tha. Ngụy quang cẩn thận bổ sung dấu ấn lên người nọ, số đỏ làm sao không ném bậy sang người khác. Người chơi nọ thế mà bị thú triệu hồi của cậu giết chết thật. Ấy ấy giết được một đứa rồi. Ngụy quang kích động, nhìn trên nhật ký hệ thống ghi rằng cậu đánh chết người chơi XXX nào đó, phấn khích tựa như lên TV. Địch bánh bao xâm lấn nổi giận, nguội quang vậy mà giết được một người, thế chẳng phải ngang cơ với mình sao? Cậu giết mấy người, bánh bao sâm lấn vội hỏi Kiều Nhất Phàm vừa hay đi cạnh mình. Hai, Kiều Nhất Phàm đáp, bốn, ba, hai, hai. Lúc này những người khác cũng đột nhiên đếm số, quân mặc tiếu của Diệp Tu giết bốn người, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu giết ba, Tô Mộc Tranh và Hoàng Thiếu Thiên mỗi người giết hai. Ngó nó bánh bao sâm lấn không muốn thua trò này, vội vàng sông sáo. Nhưng 18 anh hùng giờ chỉ còn lẻ tẻ ba mống, bất lực trơ trọi giữa vòng vây, càng đáng thương hơn là, chẳng ai chuẩn bị thủ hạ lưu tình cả, người nào người nấy cứ như quyết cướp đoạt họ cho bằng được, cuống cuồng sông lên. Không biết bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu vũ khí cùng rơi trên người họ. Ánh sáng chói lóa hòa lẫn cùng máu tươi, ba người thoáng chốc trở thành ba cái xác. Trong ba người ấy còn có cô ẩm, thân là nhân vật cấp hội trưởng, gã chắc chắn là người có thực lực mạnh nhất trong 18 tên, gã đã cố chống đỡ đến cùng, nhưng cũng không thể thay đổi số mệnh sau cuối của mình. Giây phút sinh mệnh cạn kiệt, thế giới của gã chỉ còn màu xám trắng. Trước khi mất đi âm thanh, gã nghe được một câu cuối, do hai người cùng lúc nói ra, ha 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 ha, cướp được một em nữa. Vờ lờ tụi tao là quái hả, cô ẩm buồn bực, không nhận ra đứa nào đang cười. Gã tạch, tổn thất không quá nặng nề, chỉ chút tiền bạc và 10% kinh nghiệm mà thôi, anh em nhà gã cũng không bị rơi trang bị. Thế nhưng, diệt đoàn, chữ này khiến cô ẩm bị tổn thương sâu sắc. Đoàn đội do gã dẫn đầu gồm 32 người đuổi giết quân Mạc Tiếu, thế nhưng lại bị diệt đoàn. chương 210, hiểu lầm tốt đẹp, rừng không chi, trong khu rừng tịch mịch chỉ thỉnh thoảng mới có người chơi đến làm nhiệm vụ này, cứ thế mà nằm lại 32 xác chết. Đương nhiên xác chết giờ cũng không còn nữa, tất cả đã chọn sống lại về thành, ngoài trừ cô ẩm ngã xuống sau cùng. Gã không vội vã sống lại, bởi vì cuộc tranh đấu trường kỳ này không phải chỉ kết thúc tại đây. Bây giờ một số lượng lớn người chơi từ công hội đang tiến đến rừng không chi, nhưng tiếc rằng 32 người bên họ đã bị diệt sạch ở đây. Vào lúc này, không ai có thể chỉ chính xác vị trí của đám quân Mạc Tiếu nữa. Cô ẩm cũng không vội sống lại, vì gã muốn thấy hướng đi của đám người này. Cô ẩm cứ như một linh hồn phiêu lãng trên không, nhìn xuống xác chết của mình, nhìn xuống bảy người trong rừng cây. Tiếc rằng gã không nghe thấy tiếng của bảy người. Ha ha ha, tôi giết được một người nữa, ông thua rồi. Bánh bao sâm lấn cười ẩm ý bước sang, nói một cách cực kỳ nghiêm túc với muội quang. Vừa nói vừa thưởng thức nhật ký ghi chép của hệ thống. Ý, bánh bao sâm lấn bất ngờ kêu lên khó hiểu, góc nhìn hướng đến xác chết trên mặt đất. Cô ẩm thật bất hạnh, gã chính là người cuối cùng bị bánh bao sâm lấn tranh giết. Tuy đang là một cái xác không hồn, nhưng hệ thống không hề buồn xỉn mà cho hẳn cái tên cô ẩm trên xác. Xác chết cũng cần tên, có đôi khi rất hữu ích. Sao thằng này không sống lại, chẳng lẽ còn chưa chết? bánh bao xâm lấn lại bắt đầu ngây thơ vô tội khó hiểu gọi nhân vật đạp lên xác cô ẩm còn nhảy hai cái cô ẩm đương nhiên không biết bánh bao xâm lấn đang nói gì nhưng hành động đạp xác lại khiến cô ẩm suýt hộp máu quá đáng rồi nha cô ẩm quyết nhớ kỹ tên bánh bao xâm lấn đúng lúc này cô ẩm đột nhiên nhìn thấy quân mạc tiếu hơi ngẩng đầu trong trò chơi nhân vật đương nhiên có động tác ngẩng đầu khi người chơi chuyển góc nhìn lên cao trong mắt người khác nhân vật đang thực hiện động tác ngẩng đầu cô ẩm biết rõ rằng hệ thống hiện chỉ chừa cho mình một góc nhìn thực tế không hề có linh hồn nào trên không vào lúc này thế nhưng nhìn thấy quân mạc tiếu ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ẩm đột nhiên cảm thấy bản thân bị xem thấu nhân vật chết nhưng người đứng sau nhân vật lại sống sờ sờ đấy cô ẩm có cảm giác như đang mắt đối mắt với kẻ đứng sau quân mạc tiếu hắn biết mình ở đây trong lòng cô ẩm chợt cảm thấy như thế tuy chính gã cũng không diễn tả được ở đây đấy là ám chỉ ý nào rồi gã nhìn thấy bảy người quân mạc tiếu tản ra bảy người cùng đi một hướng nhanh chóng rời xa phạm vi tầm nhìn của mình sau khi chết góc nhìn trên cao của thượng đế lấy xác người ấy làm trung tâm người chơi không thể điều chỉnh gì bảy người thoát khỏi tầm nhìn của cô ẩm đây vốn là chuyện gã muốn thấy gã muốn dựa vào đó mà phán đoán hướng đi của cả lũ nhưng một cái ngẩng đầu của quân mạc tiếu lại khiến gã ngơ ngác quân mạc tiếu biết mình đang nhìn biết ý đồ của mình hướng đi này thật sự là hướng chúng đi sao cô ẩm bảo trì góc nhìn xám xịt này rất lâu nhưng không hề nhìn thấy bảy người xuất hiện nữa bảy người đã đi rồi còn đi rất nhanh theo anh quân mạc tiếu của diệp tu đã đi đầu tiên định đi đâu vậy tô mộc tranh hỏi đối phương chắc chắn còn người đến mới đầu chúng không biết hướng đi của mọi người nhưng ngay khi tất cả xuất hiện ở đây người đuổi giết các em ở vùng đất lưu lạc chủ thành hay thôn cáp đức sẽ chạy sang rừng không chi diệp tu nói hiện tại đi đường này có thể tránh né người đến từ những hướng đấy muội quang thế nhưng bổ sung một câu ừ đúng diệp tu đáp trốn làm gì cứ trận đầu đánh chúng đi đường nhu nói đối đầu với những kẻ vừa rồi chúng ta quả thực chiếm thượng phong diệp tu cười nói có điều cứ dây dưa mãi cũng không được gì dù mình có đánh chết chúng hết lần này đến lần khác cuối cùng người đạt được mục đích vẫn là chúng vì sao chúng muốn gì đường nhu hỏi cản trở chúng ta luyện cấp kéo chậm tốc độ luyện cấp của chúng ta xem ra giờ các cao thủ tinh anh của mọi công hội đều đang đuổi giết chúng ta. Nhưng anh dám chắc rằng, mỗi công hội sẽ có ít nhất 2 đến 3 đội tinh anh tiếp tục đánh bản luyện cấp. Còn mình thì sao, trong quá trình dây dưa với chúng, dẫu có đánh bại chúng thì thời gian vẫn bị lãng phí. Với những công hội lớn như chúng, những nhân vật đấy có chết đến bỏ luôn cũng chẳng sao, chúng có rất nhiều người, nhiều tài khoản, những ước đó vứt chơi cũng không sợ. Nhưng tụi mình lại không vứt được, Diệp Tu nói rất chi tiết, hắn biết người mới quen với game như đường nhu sẽ không rõ mối quan hệ thiệt hơn trong game online thế giờ mình phải làm gì đường nhu hỏi phó bản vẫn còn phó bản điều chúng sợ nhất là mình lập nên kỷ lục mà chúng không phá nổi nên mình cứ lập cho chúng biết mặt chỉ có làm thế mới thật sự phá được kế hoạch của chúng diệp tu nói rõ rồi đường nhu nói ê ê ê sao lại phó đánh bản rồi không phải bảo so đấu à kỹ thuật của đội ông anh rất được nha cậu bạn chơi quỷ kiếm sĩ chưa từng gặp mặt này cũng rất lợi hại đi nào tụi mình so tài chút nào hoàng thiếu thiên kêu gọi thế mà được hoàng thiếu thiên khen lợi hại kiều nhất phàm chợt kích động vô cùng vậy ra bản thân chơi trận quỷ là lựa chọn chính xác hơn nữa còn thể hiện được năng lực của mình nên mới có thể khiến hoàng thiếu thiên chỉ gặp một lần đã trầm trồ khen ngợi kiều nhất phàm tin tưởng đội trưởng vương kiệt hy nhà mình cũng không kém cạnh không chú ý đến cậu chỉ vì nghề không thích hợp nên hạn chế thực lực mà thôi Kiều nhất phàm được đại thần khen ngợi, khuyến khích và ủng hộ, tự tin dâng chào hẳn. Có điều suy nghĩ của cậu có hơi tưởng bở rồi, Hoàng thiếu thiên khen cậu, vì ở đây chỉ là game online, coi cậu là một người chơi bình thường. Người chơi bình thường có thể làm vậy, hoàn toàn xứng đáng với câu khen lợi hại. Nếu Hoàng thiếu thiên biết cậu cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cách nhìn và đối đãi sẽ không thế nữa. Lúc nãy, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không thiếu những màn chiến đấu đặc sắc, Hoàng thiếu thiên lại chẳng khen câu nào do phân biệt đối xử cả đấy. Kiều Nhất Phàm tiếp xúc chính thức với trận quỷ còn chưa được vài ngày, không thể nào nhanh như vậy đã trở thành nhân vật cấp bậc đại thần được người người kính trọng như hai người kia. Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi, trong giọng điệu của Kiều Nhất Phàm mang chút mừng rỡ, đây là một hiểu lầm. Có điều là một hiểu lầm tốt đẹp, thứ mà Kiều Nhất Phàm thiếu chính là tự tin, sự hiểu lầm đẹp đẽ này khiến lòng tin của cậu tăng không ít. Tiền bối, tiền bối gì, cậu kêu ai là tiền bối, rốt của cậu là ai, Hoàng Thiếu Thiên chợt kinh ngạc, em tên, Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm cũng bị dọa sợ, trần chờ trả lời. Kiều Nhất Phàm, cậu là, Hoàng Thiếu Thiên vốn là người có suy nghĩ kỹ lưỡng, một câu xưng hô tiền bối khiến hắn đoán được thân phận của Kiều Nhất Phàm. Chỉ có người trong giới chuyên nghiệp mới dùng xưng hô tiền bối, người chơi game không lịch sự tiền bối như thế. Dù có lịch sự, Hoàng Thiếu Thiên và cậu bạn này chỉ mới quen, trình độ của cậu ta trông không phải người mới, làm thế nào chắc chắn mình là tiền bối mà không phải hậu bối chứ. Cậu ta là người của giới chuyên nghiệp, mà còn đoán được mình là ai? Thế nhưng tên này là ai? Thuộc đội nào gọi mình là tiền bối, người mới ư? Khả năng phán đoán của Hoàng Thiếu Thiên rất mạnh mẽ, chính hắn cũng đã suy đoán gần hết rồi. Ơ, ờ, Kiều Nhất Phàm nghe thấy giọng điệu của Hoàng Thiếu Thiên là lạ, không biết nên nói gì nữa. Cậu kêu ai là tiền bối? Tôi hả? Ha 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 ha, sao tôi lại là tiền bối? Còn có người xưng hô thế hả? Làm như phim trưởng vậy. Hoàng Thiếu Thiên ở ngoài cười ha ha, bên trong lại âm thầm nhắn tin cho Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, đủ má đủ má, thân phận bại lộ GMNR, làm sao đây? Tên kia là ai? Tên kia là ai? Tin tức ông đây chạy rong chơi game online mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi đâu gặp người, mau giúp tôi che giấu, mau giúp tôi che giấu. Khổ Tô Mộc Tranh ho một tiếng, Nhất Phàm, em nghĩ đây là ai? Hoàng, Hoàng, kêu Nhất Phàm Hoàng hai tiếng, lại không biết nên xưng hô thế nào, gọi thẳng Hoàng Thiếu Thiên không thể thể hiện sự tôn kính của mình, Hoàng Thiếu Ư. Đây là sương hô trước mặt dành cho những người thân quen, Hoàng Thiếu Thiên tiền bối. Cách gọi này thích hợp nhất, nhưng từ tiền bối hình như phạm vào chuyện kiêng kỵ gì khiến đại thần cực kỳ khó chịu thì phải. Hoàng Thiếu Thiên, Tô Mộc Tranh giúp cậu nói rõ. Ngoá nó Tô Mộc Tranh Hoàng Thiếu Thiên chỉ dùng 0,5 giây đánh và gửi tin này. Xong rồi vội thay mình giải thích, sức tưởng tượng của cậu phong phú thật, sao tôi có thể là Hoàng Thiếu Thiên chứ? không phải ư, kiều nhất phàm ngây dại, ư, ừ, không phải đâu, tô mộc tranh vậy mà tiếp lời, sao là hoàng thiếu thiên được chứ? Hoàng thiếu thiên là một tên ổn chết người, ong ong y chang con ruồi. Em không thể ở cạnh tên đó chỉ một giây đâu, ông bạn lưu mộc mang chút phong cách của hoàng thiếu thiên, cơ mà trình độ bla bla lại chẳng bằng một góc hoàng thiếu thiên. Đúng không lưu mộc, ha ha, ha ha. Hoàng Thiếu Thiên vừa gượng cười vừa spam tin dữ dội với Tô Mộc Tranh, móa nó móa nó móa nó móa nó kết quả nhận được một emo đeo kiếng đắc trí của tô mộc tranh hoàng thiếu thiên rơi lệ đầy mặt gửi tin cho diệp tu ai đó có thể quản chút được không diệp tu còn chưa kịp nói gì kiều nhất phàm đã quyết định trước cậu không phải đứa ngốc dựa vào cách mô tả khoa trương của tô mộc tranh và phản ứng kỳ lạ của lưu mộc giờ cậu có thể xác nhận 100% người này chính là hoàng thiếu thiên có điều cậu đã hiểu đại thần dường như không muốn thừa nhận thân phận của mình còn không muốn bị ai phát hiện vì thế vội nói ơ thế à Vậy chắc em nhầm rồi. Hoàng thiếu Thiên cũng không coi người ta là kẻ ngốc, biết màn vừa rồi đã khiến Kiều Nhất Phàm xác nhận chắc chắn thân phận mình. Có điều nghe câu trên có vẻ bằng lòng giả đò không biết, thân phận của mình vẫn được giữ bí mật, Hoàng thiếu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ai dè nghe thấy bánh bao xâm lấn đứng bên thầm thì với muội quang, Hoàng thiếu Thiên. Là cái gì, nghe quen quen, chương 211, trường giang sóng sau xô sóng trước. Hoàng thiếu Thiên mà ông cũng không biết muội quang kinh ngạc kêu lên trong mắt cậu bánh bao xâm lấn vẫn rất lợi hại không ngờ người này lại hỏi một câu hỏi ngu đến vậy đó là gì bánh bao xâm lấn hỏi hiểu kiếm thánh không muội gọi không hiểu bánh bao xâm lấn đáp chắc nịch là người mạnh nhất trong các kiếm khách muội quang bảo hử nghe thú vị thế chiến ý của tôi sụp sôi cả lên rồi ông là kiếm thánh bánh bao xâm lấn hỏi hoàng thiếu thiên tôi không phải hoàng thiếu thiên mới phải hoàng thiếu thiên bình tĩnh trả lời Ai khó lừa chứ cái tên ngơ ngác bánh bao xâm lấn này có vẻ rất dễ lừa. Đáng tiếc không phải ông, không thì tôi đã đánh cùng ông ván rồi. Bánh bao xâm lấn nói, đúng thế, đúng thế. Hoàng Thiếu Thiên tiếp lời, dễ lừa thì dễ lừa, nhưng một tên gà mờ sao lại vinh váo tự đắc đến thế hả? Hoàng Thiếu Thiên chợt kích động muốn đập bẹp thằng này, lưu manh mạnh nhất là ai? Bánh bao xâm lấn cũng không để ý hắn nữa, nói tiếp cùng muội quang. À, tuyển thủ lưu manh mạnh nhất hiện nay nghe bảo là đường hạo của chiến đội bách hoa nhưng nhân vật lưu manh đức lý la của gã lại không phải nhân vật lưu manh mạnh nhất nhân vật lưu manh mạnh nhất hẳn là nhân vật đường tam đả của lâm kính ngôn thuộc chiến đội hô khiếu muội quang nói ầy thế cơ à phản ứng của bánh bao xâm lấn khi nghe xong rất bình thường có điều lại vò đầu đi sang một bên lần này chờ xuất hiện hai tuyển thủ và hai nhân vật còn là tuyển thủ mạnh nhất và nhân vật mạnh nhất khiến cậu ta có chút choáng váng muội quang cậu có vẻ biết rõ nhỉ? diệp tu vẫn luôn dẫn đầu chạy trước không tham dự tám nhảm bất chợt nói một câu hắn cảm thán muội quang cũng là người mới như đường nhu và bánh bao xâm lấn lại khá sành sỏi về vinh quang đấy chứng tỏ sự nhiệt tình và hứng thú của cậu ta em thấy mấy người trên mạng nói vậy đúng không? muội quang nói cũng đúng có điều lâm kính ngôn chắc hẳn sắp giải nghệ rồi diệp tu bỗng nhiên bùi ngùi trong lòng năm tháng vô tình buộc người ta chẳng còn lựa chọn nào hắn cũng đang phải trải nghiệm ừ có lẽ hết mùa giải này cùng lắm đánh thêm được một năm nữa hoàng thiếu thiên nghe thấy diệp tu cảm thánh cũng tiếp lời đường hạo hẳn sẽ được hô khiếu tìm cách thu về diệp tu nói trong giới đều biết lâm kính ngôn chắc chắn sẽ giải nghệ hô khiếu hiện giờ không thể không bỏ vốn lớn để lấy đường hạo về trong hai nhà thì tình hình kinh doanh của bách hoa tốt hơn tôi thấy không chừng bách hoa sẽ mua tài khoản đường tam đả hoàng thiếu thiên nói trong liên minh ngoại trừ nhóm tuyển thủ chuyển câu lạc bộ tài khoản nhân vật cũng được phép giao dịch lúc giao dịch có thêm hay bớt trang bị trên người nhân vật đấy còn dựa vào sự thương lượng tự do của hai bên bình thường luôn lấy chọn bộ trang bị nếu nhân vật không mang trang bị trừ khả năng nhân vật ấy có mức độ nổi tiếng và điểm kỹ năng hơn người thì chẳng có bất luận ý nghĩa gì khác chú nói đúng diệp tu đồng ý anh xem ra thế của anh thông minh nhường nào đầu tiên lẳng lặng thu tôn tường về sau mới để anh giải nghệ nếu cho anh giải nghệ trước rồi lại lấy tôn tường về bổ sung chắc chắn không phải cái giá này đâu Hoàng thiếu thiên bảo, ừ, Diệp Tu đáp lời, ha ha, mà nói thế nào đi nữa, lại một đối thủ mạnh mẽ sắp ra đời. Đường tam đả của Lâm Kính Ngôn đã không còn là lưu manh dũng mãnh của năm đó từ lâu rồi, nếu đường hạo có thêm đường tam đả thì. Một vị thần mới sắp lên ngôi đây chủ đề của Hoàng thiếu thiên lại vòng vo trở về. Trường giang sóng sau xô sóng trước mà, Diệp Tu cảm thán, giới liên minh chuyên nghiệp tàn nhẫn vậy đấy. Chỉ cần một ai đó tụt dốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhân tài mới xuất hiện thay thế những cái tên từng rất đối quen thuộc, từng người rồi từng người dần biến mất, mà thay vào đấy lại là những gương mặt mới tràn đầy tinh thần. Chu Trạch Khải, Tôn Tường hay Đường Hạo, đấy đều là những người nổi bật nhất trong thế hệ người mới, họ hiền lộ tài năng của mình rồi lần lượt bước lên vũ đài hoa lệ nhất, trở thành nhân vật chính. Đến khi mình trở về, còn có thể gặp được bao người mình quen thuộc đây. Diệp Tu không nhịn được ngẫm nghĩ, đang tâm trạng, lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên bất chợt kề sát vào quân mạc tiếu của Diệp Tu, giọng nói cố hạ thật thấp tôi nhìn ra rồi. Nhìn ra cái gì? Diệp Tu hỏi, anh lại quay về liên minh, tự mình lập hẳn một đội chứ gì? Hoàng Thiếu Thiên nói, Tô Mộc Tranh không cần phải bàn, vừa hay hết hạn hợp đồng. Cô em kia và tên bánh bao đều rất có tiềm năng. Giờ tôi đã hiểu sao ông anh muốn đến khu mới chơi rồi. Khu mới cơ hội nhiều, quyền lợi nhiều, ngay cả nhân tài cũng thế. Trừ khu mới, nơi nào còn nhân tài mới chờ bị phát hiện chứ? Đổi sang khu cũ, có là khu chín của năm trước đi nữa, người mới thế này e rằng đã sớm bị các công hội lớn phát hiện và chiến đội chuyên nghiệp chú ý đến. Giờ thì hay, cả khu 10 bị anh tranh trước, ha ha, trùng hợp cả thôi, cô em kia là đồng nghiệp trong tiệm anh, bánh bao là vô tình quen biết trong game, không phải cố ý đâu. Diệp Tu nói, còn kiều nhất phàm nữa. Vốt quỷ dụ người của ông anh vươn đến tận giới chuyên nghiệp luôn cậu ta là chiến đội nào. Tôi chưa từng nghe tên cậu ta. Hoàng Thiếu Thiên nói, vi thảo, vi thảo đu má thành viên của đội quán quân mà ngay cả tên cũng không biết tên nhóc này bị vùi lấp xứ vậy khó trách bị anh rụ sang ánh mắt phát hiện vấn đề mấu chốt của hoàng thiếu thiên luôn rất độc Dụ sang chú nói quá rồi giờ anh chỉ là người đã giải nghệ làm thuê cho tiệm nét anh lấy điều kiện gì dụ người sang chẳng qua cậu nhóc này cần trợ giúp chút thôi diệp thu thản nhiên đáp giờ thì là vậy chờ ông anh trở về liên minh ai biết được sẽ thế nào hiện tại có nhiều người mới ưu tú bên cạnh anh thế mà anh chả nghĩ gì hết ư hoàng thiếu thiên nói diệp tu im lặng như hắn đã nói gặp được đường nhu và bánh bao xâm lấn tất cả là sự trùng hợp đường nhu thật sự là trùng hợp mà sự trùng hợp khi gặp bánh bao xâm lấn lại mang theo chút tất nhiên giống hoàng thiếu thiên nói người mới có tiềm năng đều đang chờ khai phá ở khu mới diệp tu có thể gặp được một tên có tiềm năng đến vậy trong ngẫu nhiên cũng có tất nhiên người như thế bánh bao xâm lấn là người đầu tiên Diệp Tu gặp được, mà Muội Quang chính là người thứ hai. Cùng là người mới, thao tác và kỹ xảo của Muội Quang quả thực kém xa bánh bao xâm lấn, nhưng lý thuyết của cậu ta khá vững, chỉ cần đọc hướng dẫn xem video clip đã có thể viết ra một bài hướng dẫn không chút sơ suất, chứng tỏ cậu ta có được trực giác về chiến thuật và sự rèn luyện tích lũy rất cao. Chỉ cần thao tác tiến bộ, chắc chắn sẽ trở thành một kẻ giỏi gian tự mình đảm đương mọi việc. Mà tinh thần nghiên cứu của cậu cũng mang lại lợi ích rất lớn cho chiến đội mà cậu gia nhập. Trận đấu chuyên nghiệp không đơn giản chỉ là luyện tốt thao tác rồi đánh đánh giết giết. Nghiên cứu bản đồ, nghiên cứu chiến thuật của đối phương, bố trí chiến thuật bên ta. Nếu đã phát triển sang phạm vi giới chuyên nghiệp, điểm quyết định thắng bại trong một cuộc so đấu chắc chắn không chỉ mỗi trang bị và kỹ thuật. Gặp Đường Nhu là trùng hợp thật sự, gặp bánh bao xâm lấn là ngẫu nhiên xen lẫn tất nhiên, còn phát hiện muội quang lại có thêm chút chủ động. Tuy muội quang tình cờ gặp bánh bao xâm lấn là một chuyện rất khéo, nhưng cả hai dù không gặp nhau, Diệp Tu cũng sẽ chủ động liên hệ người chơi này. Bởi vì từ hướng dẫn ngu ngốc, hắn thấy được ánh sáng ẩn hiện của người này. Với người mới, Diệp Tu luôn vui lòng chỉ dạy, thế nhưng người cần chỉ dạy cũng phải xem thử có giá trị hay xứng đáng không. Qua đại một người qua đường bảo đây để anh dạy cưng thành đại thần, vậy chẳng bằng ra phố bán như lai thần trưởng cho xong. Dạy học quan trọng là cần người bằng lòng dạy, nhưng hơn nữa học trò phải bằng lòng học những người bên cạnh diệp tu đường nhu có lòng hiếu thắng người ta không chỉ muốn học còn muốn học thật tốt bánh bao xâm lấn kinh nghiệm chơi game của cậu nhóc cực kỳ phong phú cậu có con đường của riêng mình diệp tu thật ra chỉ gợi ý chút điều cơ bản cho cậu rồi cậu có thể dựa vào sự lý giải của mình hình thành đấu pháp của bản thân diệp tu chỉ cần nhắc cậu những chỗ không hợp lý là được kiều nhất phàm càng không cần phải bàn cậu ấy chủ động đến tìm diệp tu chỉ dẫn Ngụy Quang lại rất có tinh thần nghiên cứu, cậu đọc hướng dẫn và xem video clip từng con boss ẩn của phó bản cấp 30 rồi động não ra nhiều bài hướng dẫn tường tận. Nhưng mấy bài hướng dẫn ấy lại làm cho những người không cần hướng dẫn, tài năng của Ngụy Quang đã dùng sai chỗ rồi. Vậy nên Diệp Tu tìm cậu thật ra chỉ để nói cậu biết điều này thôi. Tụ tập những người này lại, lập một chiến đội. Hoàng Thiếu Thiên nói đúng, Diệp Tu không phải chưa từng nghĩ đến suy nghĩ ấy. Có điều hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi diệp tu biết rõ muốn biến nó thành hiện thực không phải chuyện dễ dàng lập chiến đội trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đó là cả đời người diệp tu có thể quyết định cho mình nhưng không thể tự ý quyết định thay người khác trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đây có lẽ là những chữ cực kỳ hấp dẫn với rất nhiều người chơi vinh quang nhưng được mấy người hứng thú của đường nhu với vinh quang khá bình thường nguyên nhân tiến vào trò này cũng chỉ vì so cao thấp với diệp tu vẫn đang trong quá trình xây đắp hứng thú cô còn từ chối cả chiến đội quán quân như vi thảo diệp tu dựa vào đâu mà thuyết phục cô bánh bao xâm lấn suy nghĩ của cậu nhóc lại rất đơn giản diệp tu nghĩ chỉ cần mình đề nghị cậu không cần đến 5 giây sẽ lập tức gật đầu hét to quất luôn nhưng chính vì vậy áp lực của diệp tu lại lớn hơn vì đấy tương tự việc hắn đã quyết định con đường cho bánh bao xâm lấn thành hay bại hắn cũng phải phụ trách toàn bộ kiều nhất phàm người ta vốn là thành viên đội quán quân nghe ý kiến của mình tập luyện nhiều hơn nữa Trình độ cuối cùng sẽ được hiển lộ. Người của chiến đội Vi Thảo không phải kẻ ngốc, trước kia chọn Kiều Nhất Phàm vào đội, chứng tỏ họ phát hiện được tiềm năng của cậu nhỏ. Có lẽ chỉ vì thiên phú của Cao Anh Kiệt nổi trội hơn, thu hút hơn, Kiều Nhất Phàm mới bị xem nhẹ liên tục như vậy. Chỉ cần có thực lực thật sự, nào đến mức bị vứt đến không ai cần. Còn Ngụy Quang chỉ mới quen biết, chưa thân thiết đã nghĩ làm thế thì quá buồn cười. Hoàng thiếu Thiên Ba La Bolo liên tục, thế nhưng lại khiến Diệp Tu suy nghĩ nghiêm túc và cẩn thận vấn đề này dẫn theo một đội toàn người mới trở về liên minh, đây mới thật sự là trường giang sóng sau xô sóng trước. chương 212, mỗi người một ý, sao không nói nữa, sao không nói nữa, có Hoàng Thiếu Thiên ở đây, muốn yên tĩnh suy tư chắc chắn là hy vọng xa vời. Diệp Tu Hiện mới xem xét được xíu, đã bị tên này ẩm ý quấy dày. Nói sau đi, Diệp Tu đáp, hắn chỉ có thể nói như vậy, đây không phải chuyện nhỏ, hắn còn cần chú ý xem xét nhiều hơn. Với hoàn cảnh hiện tại của anh, bảo muốn lập chiến đội thì quả thực làm người ta thấy hơi hư cấu. Có điều anh có thể chuẩn bị trước mà, khai quật ra chừng 80 hay trăm người mới, lúc ấy có thể gom được người lập đội với mình bất cứ lúc nào. Mấy người khác không nói trước được, mà tên bánh bao kia tôi thấy dễ lừa lắm ấy, dự là ông anh chỉ cần bảo theo anh có bánh bao ăn, nhóc ta sẽ lập tức đi theo anh ngay. Lên núi đao, xuống biển lửa, Hoàng Thiếu Thiên nói, đằng trước có người, Diệp Tu bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu cho cả đội, ngắt lời Hoàng Thiếu Thiên đang lải nhải hai người họ vẫn đi đầu tiên rồi nhỏ giọng tám trong đội những người phía sau không hề biết hai tên đang thì thầm với nhau có người thì có gì đáng ngạc nhiên hoàng thiếu thiên không đồng ý lắm chỗ này không thể có người diệp tu xoay góc nhìn của quân mạc tiếu nhìn khắp nơi chung quanh không có chỗ nào để ẩn náu hơn nữa họ đã thấy được đối phương đối phương chắc chắn cũng thấy được họ tuy khoảng cách quá xa không nhìn rõ tên ai đi nhưng nếu là người của công hội lớn hoàn toàn có thể đưa vào diện tình nghi chưa chắc đâu nơi này cũng có thể có người. Muội quang bỗng nhiên nói, hở, Diệp Tu bất ngờ, nhiệm vụ tương lai của Wes ở thành không tích, đến bước 7, cần đến sát bên khe núi nhất tuyến tìm kiếm trong chóng bị vứt đi, sau lại quay về rừng không chi so sánh đường vân của vật liệu gỗ. Nếu làm đến bước này trong nhiệm vụ, có lẽ có người từ chỗ trong chóng bị vứt đi sang đây. Muội quang bảo, Diệp Tu mù tịt, thật sự mù tịt. Danh hiệu bách khoa toàn thư vinh quang của hắn chắc chắn không dùng được trên phương diện nhiệm vụ hệ thống. Tương lai của Wes, Diệp Tu có lẽ từng làm nó cách đây 10 năm trước, nhưng hiện tại hắn chẳng có chút ấn tượng nào. Vậy nên hắn chắc cú, nhiệm vụ này không hề khen thưởng điểm thuộc tính và điểm kỹ năng, không có trang bị ngon, cũng không có phần thưởng kinh nghiệm đáng giá, thế mới bị những tay lão làng xem trọng hiệu suất quên lãng rất nhiều năm. Đó là cái gì? Bánh bao xâm lấn thay mặt mọi người đặt câu hỏi. Bốn tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây, trong đó có hai nhân vật cấp thần, lại chẳng hay biết đến nhiệm vụ trên. Muội quang này thật sự quá lợi hại, một nhiệm vụ lạ lẫm vậy cũng nhớ được, còn giới thiệu cho mọi người ngay tại chỗ. Mà nào nghe cái này, cũng chỉ có bánh bao xâm lấn ử, à phản ứng lại, mới khiến muội quang không mất đi hứng thú nói tiếp. Mà đám diệp tu vẫn đang cảm thán, ngay cả một thứ vô dụng và lạ quắc lạ quơ mà muội quang còn nhớ rõ, giờ mới thật sự quá lãng phí đây. Có muội quang cung cấp manh mối, mọi người cũng không trốn tránh người qua đường nọ. Huống chi tình huống trước mắt cũng không có chỗ để né tránh. Giết đi, Hoàng Thiếu Thiên hỏi. Hở, tên này sẽ trở thành đầu mối bại lộ hành tung của chúng ta. Người truy đuổi gặp được hắn chắc chắn sẽ hỏi thử. Hoàng thiếu thiên thể hiện sự kỹ tính của mình. Thôi, đến đây rồi, đối phương có dò ra tung tích cũng không thể đuổi kịp chúng ta. Diệp Tu nói, nhưng từ vị trí này, mục đích sẽ bị suy đoán ra. Hoàng thiếu thiên tiếc lời, vốn định để chúng thấy mục đích của mình mà. Diệp Tu nói, hả, chúng ta sẽ lên TV. Diệp Tu nói, anh nhắc tôi mới nhớ. Mấy người đi khe núi nhất tuyến, tôi còn theo làm mị gì? Hoàng thiếu Thiên nhảy dựng lên, ai biết đâu, đù má đù má đù má tối mai lên kêu kêu đó đến lúc ấy liên hệ anh sau, trực tiếp gặp nhau tại đấu trường, tôi dùng giả Vũ Thanh phiền lĩnh giáo tán nhân của anh. Hoàng thiếu Thiên nói, để coi đã, rảnh thì tính. Diệp Tu nói, ngóa nó một trận đấu của tôi mấy trăm ngàn tìm ông anh đánh một ván mà còn không rảnh hả? Thi đấu không phải trọng tâm chơi game của anh, chú thấy rồi đó, giờ anh bận lắm. Diệp Tu nói, đu má, vậy rảnh thì quy tui, PK nhất định phải PK Hoàng Thiếu Thiên nói. Ờ, mọi người cứ chơi tiếp, tui ao trước. Sau khi Hoàng Thiếu Thiên chào hỏi với mọi người, Lưu Mộc Lóc ao thẳng. Nhân vật của mọi người vừa định đi tiếp vài bước, kết quả ánh sáng chấp lóe, Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên lại vòng trở về. Chú làm gì đó, Diệp Tu hỏi, mém chút quên mất, đại kiếm là tui giết người rất ra, có bảo người ta dùng xong sẽ trả, anh tiến tui về thành cái nào hoàng thiếu thiên nói diệp tu cũng không rong dài ra tay quất một loạt công kích xử lý xong lưu mộc trước khi hy sinh hoàng thiếu thiên còn tạm biệt lần nữa ngã xuống đã nhanh chóng sống lại về thành không lâu sau lại lóc ao mà việc hoàng thiếu thiên rời đi cũng nhắc diệp tu một chuyện nếu họ muốn đi phó bản khe núi nhất tuyến đội ngũ lúc này lại có thêm một người với mục tiêu lập kỷ lục hiển nhiên không thể dựa vào trình độ của mụi quang sự thua kém về kỹ thuật của cậu ta không phải chỉ cần Diệp Tu dăm ba câu gợi ý thì có thể chỉnh được ngay. Có mặt một người mới như vậy, chắc chắn không thể nào lập được kỷ lục. Muội quang à hồi nữa tụi tôi phải đến phó bản khe núi nhất tuyến đánh kỷ lục, còn cậu. Diệp Tu cũng không vòng vo, nói thẳng với muội quang. Muội quang là người biết chuyện, hiểu biết nhiều, Diệp Tu tin rằng cậu ta chắc hẳn biết được kỹ thuật của mình tồi thế nào. À à, vậy để em đi nghiên cứu cách đánh ra thành tích tốt nhất của phó bản này hén muội quang bảo, cố lên, giờ cậu viết hướng dẫn nhất định sẽ có rất nhiều người xem. Diệp Tu nói, cảm ơn, em đi đây. muội quang dứt lời cũng thoát khen rời đi. Khe núi nhất tuyến, xuất phát. Diệp Tu kêu hô, tổ 5 người vừa lập xong tiếp tục đi về phía khe núi nhất tuyến. Khe núi nhất tuyến hiện giờ không phải khu luyện cấp chủ yếu của đa số người chơi, không náo nhiệt như vùng đất lưu lạc. Hơn nữa người chơi online giờ này đều đang đi phá bản, hiếm có người qua lại đánh quái ở khu luyện cấp, mà nếu có thì cũng là những người chơi một mình không tìm được đội, những người này hiển nhiên không thuộc công hội lớn. Diệp Tu đã sớm đoán được điểm này, chú ý dẫn 4 người đi những nơi không có người. Sau cùng đến ngoài cửa phó bản mới náo nhiệt hơn chút, toàn những người spam kêu gọi lập giã đội đánh bản. Nhưng nơi thế này càng khó bị phát hiện, trong đám người hỗn loạn, với góc nhìn ngôi thứ nhất của Vinh Quang, thì rất khó để nhìn rõ ai đi trên đầu nhân vật, càng đừng nói đến tại nơi khung thoại che đầy trời như vậy. Năm người cứ thế vào phó bản mà mỗi đội truy sát của công hội lớn đang từ bốn phương tám hướng nhắm về phía rừng không chi. Có đội từng bị Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm bỏ lại ở vùng đất lưu lạc, có đội từng bị bánh bao xâm lấn và muội quang bỏ lại ở thôn Cáp Đức, có đội thất bại trong việc chặn đường nhu, quê khó huề mà chia nhau ra, có cả quân đoàn 32 người bị giết chạy đến báo thủ nữa. Ngoài ra, còn có những tinh anh của mỗi công hội giải rác khắp các địa phương, giờ tập hợp hết ở đây, dường như muốn vây chặt cả khu rừng nho nhỏ này. 32 người diệt đoàn mỗi công hội lớn đều biết tin này, vừa nghe quả thực mém bị hù chết, 32 người lúc đầu chỉ định đuổi giết quân Mạc Tiếu thôi, thế mà bị một người làm cho diệt đoàn ư. Có điều dù đã nghe báo cáo tường tận, nắm rõ nguyên nhân thế này thế kia, trong lòng mỗi xếp bự của các công hội lớn vẫn không dễ chịu mấy. Thực lực của đám người quân Mạc Tiếu mạnh hơn dự định của họ. Kiếm khách Lưu Mộc, Pháp Sư Chiến đấu Hàn Yên Nhu là hai nhân vật được nhắc đến trọng điểm. Kiếm khách Lưu Mộc cấp 27, đánh người chơi cấp 33 mà không hề bị yếu thế, thậm chí một mình có thể đánh 2 3 4 người. Chiến đến cuối cùng, một mình hắn dùng công kích thổi bay cả 5 người vào giữa vòng vây, trong số đó có cả hội trưởng cô ẩm mạnh nhất. Mà Hàn Yên Nhu, giữa đám người lưu lại đối phó với toàn đội của quân Mạc Tiếu, đơn phương độc mã mà giết khỏi thành không tích. Dẫu không giết được ai, nhưng sức chiến đấu biểu hiện ra đã chứng minh trọn vẹn thực lực của cô ấy. Thậm chí giữa các công hội lớn còn nảy sinh sự chia rẽ. Quân đoàn 32 người Miêu Tả Lưu Mộc mạnh và đáng sợ như nào, mà người chơi thủ ngoài thành lại nhấn mạnh không ngừng sự đáng sợ của Hàn Yên Nhu. Nhìn còn tưởng hai bên đã thành fan của Lưu Mộc và Hàn Yên Nhu, tranh xem idol nhà ai mạnh hơn. Lưu Mộc chỉ có 27, cấp 27 đó. Mày biết lúc ấy ngoài thành không tích có bao nhiêu người không? Nhân vật của mày có cấp 40 cũng không ra nổi. Hai đội này vừa khéo cùng xuất phát từ thành không tích, vì vậy đấu khẩu suốt một đường đám anh em cùng một nhà cũng sắp vì vấn đề này mà trở mặt nhau. Ngoài rừng không chi, người chơi tinh anh của bảy công hội tụ họp. Hội trưởng có mặt chỉ có ba người, dạ độ hàn đàm, cô ẩm, trần dạ huy. Còn hội trưởng của bốn nhà khác hiện đang dẫn đội ngũ chém giết trong phó bản, Diệp Tu không hề đoán sai, mỗi công hội lớn đều phái ra những kẻ tinh anh tiếp tục giữ mức độ cây cấp, mà phần lớn hội trưởng của công hội đều rất bằng lòng sắm vai kẻ tinh anh nhất. Mà ba người này thì sao? Dạ độ hàn đàm là một kỵ sĩ, trong đội phó bản 5 người, một kẻ theo nghề MT như gã trước giờ không phải thành viên tinh anh của đội kỷ lục, nên bấy giờ gã cũng không vội cây cấp. Cô ẩm, gã mang theo chút thù hận cá nhân tới tham dự hành động lần này. Kết quả trở thành thành viên mất mặt nhất trong 32 người bị diệt đoàn, còn bị bánh bao xâm lấn đạp xác, oán hận càng sâu, hiển nhiên sẽ tiếp tục vùi đầu vào hành động này. Còn Trần Dạ Huy, là người khởi xướng hành động, mục đích của hắn không hề đơn giản như những gì hắn đã miêu tả cho các công hội khác cản chân đội ngũ quân mạc tiếu luyện cấp, lấy lại ưu thế cấp bậc, chiếm cứ chủ quyền kỷ lục phó bản. Đó là lý do thoái thác mà hắn đưa ra cho mỗi một công hội, vì vậy các công hội mới hợp tác cùng nhau. Còn ý đồ ẩn sâu trong lòng, Trần Giả dạ Huy không hề nói với ai, mà hắn cũng không thể nói được. Cùng lúc mọi công hội lớn ra sức kiềm chế đội ngũ quân mạc tiếu luyện cấp, sao lại không kéo chậm sự phát triển bên mình chứ? Mà gia vương triều của hắn lại đầu tư nhiều hơn hẳn bất kỳ công hội nào ở khu 10, vậy nên hắn dám kéo chậm sự hao tổn của hắn có thể được triệt tiêu hoàn toàn bởi nguồn vốn lớn. chương 213, trận đấu đã biết kết quả. Trần Dạ Huy tất nhiên cũng mang thù riêng với Diệp Thu, mà còn mạnh mẽ hơn cô ẩm gấp trăm lần. Cô ẩm chỉ cảm thấy mình bị trêu đùa, bị vũ nhục mà thôi. Trần Dạ Huy lại cảm thấy Diệp Thu làm bía đổi đời hắn, thế nhưng bây giờ, hắn lại cực kỳ lý trí khi đối đãi với Diệp Thu. Chính Lưu Hạo đã để hắn hiểu được điều này. Hắn từng khuyến khích Lưu Hạo chung tay nhận lấy nhiệm vụ chính lật ngã Diệp Thu, Hắn coi Lưu Hạo như một quân cờ. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, không những thế còn hoàn thành rất tốt. Đối với chuyện này, Trần Giả Huy đương nhiên rất vui mừng. Nguyện nhiệm vụ chính ấy thành lập mối quan hệ với Lưu Hạo, thậm chí còn nhờ được tuyển thủ chuyên nghiệp đánh thay ở khu mới, Lưu Hạo thoạt nhìn vẫn là một quân cờ tốt. Mãi đến khi họ gặp lại Diệp Thu lần nữa, lúc này việc chèn ép Diệp Thu chỉ có thể xem như nhiệm vụ phụ, nhưng vào lúc ấy hai người còn thấy hấp dẫn hơn cả nhiệm vụ chính, cả hai đều không chút do dự mà liều lĩnh quân cờ cực kỳ hưng phấn mà bước vào trần giả dạ huy cực kỳ hưng phấn mà theo sau xem kịch kết quả quân cờ bị đánh bại bại đến thảm thương trần giả dạ huy cũng không chú trọng chuyện này lắm chỉ là một quân cờ thôi mà rồi sau đó hắn cũng thử tự mình nhảy vào kết quả cũng bước đi không được thuận lợi có điều hắn chợt phát hiện một phương hướng mới suy nghĩ mới vì thế hắn vội vã đi tìm quân cờ tiếp đấy hắn phát hiện quân cờ nọ đã xoay người một cách hoa lệ mà hắn lại không có chỗ để xoay người bấy giờ trần giả huy mới nhận ra nhiệm vụ chính lật ngã diệp thu con cờ trong tay lại đạt được nhiều lợi ích hơn cả hắn mà quân cờ thật sự hình như là chính hắn mới đúng lưu hạo xoay người đi làm nhiệm vụ chính của mình gã bỏ lại nhiệm vụ phụ cho trần giả huy mà nhiệm vụ phụ ấy trần giả huy lại chẳng thể nào thoát khỏi bởi vì nó đã hòa làm một với nhiệm vụ chính của hắn nhiệm vụ chính của hắn là khai hoang khu mới diệp thu đã hoàn toàn trở thành ngọn núi cản đường lớn trong việc khai hoang đó lưu hạo không cần làm nhiệm vụ này thế nhưng nếu trần giả huy hoàn thành nhiệm vụ gã vẫn có thể sướng lây gã xoay người đi thong rong như thế có lẽ nào chính vì nguyên nhân này dẫu trần giả huy biết rõ điều ấy nhưng cũng chẳng thể làm được gì điều duy nhất mà hắn có thể vui mừng bấy giờ là hắn rốt cuộc đã tỉnh táo lại sẽ không tiếp tục lẫn lộn đâu chính đâu phụ nữa nếu diệp thu đã xen lẫn vào nhiệm vụ chính vậy cứ lợi dụng cả thảy đi mà vị đại thần đứng đầu vinh quang thật sự không làm hắn thất vọng dùng ít đánh nhiều mà lại khiến 32 người diệt đoàn, giọng điệu cô ẩm kia đã trở nên tức tối đến cắn răng. Vì thế, mỗi công hội lớn nhất định sẽ phát động nhiều lực lượng hơn nhỉ. Rồi sẽ càng bất mãn với những công hội lớn đang thờ ơ. Thế cục khu 10 vì sự tồn tại của Diệp Thu mà trở nên cực kỳ phức tạp, nhất định phải xem kỹ mới được. Trần Dạ Huy trong lòng tính toán những điều trên, ngoài mặt lại cùng thảo luận hướng đi hiện tại của quân Mạc Tiếu với dạ độ Hàn Đàm và Cô Ẩm. Có điều ba hội trưởng cũng chỉ ra lệnh cho từng người dưới quyền mình, còn người chơi của bốn công hội khác vốn không hề để ý đến họ, tản ra tìm kiếm bóng dáng của bọn quân mạc tiếu trong rừng. Địch bị ngu hả, chẳng lẽ người ta còn ở lại chờ ông tới giết? Cô ẩm cực kỳ chán nản nhìn những bóng dáng lùi tới lùi kia. Người từ những hướng khác sang không phát hiện hành tung của chúng, dùng phương pháp loại suy, có thể đoán được chúng có mấy hướng đi. Nếu chỉ định tránh chúng ta, hướng nào cũng có khả năng cả. Dạ độ hàn đàm nói nhưng chúng chắc chắn sẽ không tốn thời gian vô ích như thế, sẽ có một đích đến cuối cùng. Trần Dạ Huy nói, nếu chúng đi đến thành không tích, vùng đất lưu lạc, hoặc mai cốt trì địa nhất định sẽ bại lộ ngay. Cũng chỉ có khe núi nhất tuyến, hoặc là rừng rậm bùng cháy cao cấp hơn. Dạ Độ Hàn Đàm nói, những thôn xóm để làm nhiệm vụ ngoài thành không tích rất có khả năng. Trần Dạ Huy nói, có thể phái người sang đấy nhìn thử. Cô ẩm nói, ba người vừa thương lượng vừa chỉ có thể phái người chơi từ mỗi công hội đi làm việc cả ba còn không biết ai là người lên tiếng trong bốn công hội kia đối với những nhà không có người điều hành thống nhất cô ẩm hiện đang úp mở phê bình theo ý gã đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến cuộc thảm bại thê thảm ở thành không tích khe núi nhất tuyến ý dạ độ hàn đàm nói được non nửa đột nhiên dừng lại gì vậy hai người khác hỏi vừa nhận được tin tức chúng đến khe núi nhất tuyến dạ độ hàn đàm vội la lên tin tức ở đâu một người chơi gặp được chúng khi đang trên đường đến rừng không chi làm nhiệm vụ. Nếu là bên đó, chắc chắn đi về phía khe núi Nhất Tuyến rồi. Dạ độ hàn đàm nói, khe núi Nhất Tuyến, không phải chúng vẫn muốn đi đánh bản đấy chứ. Cô ẩm buồn bực vô cùng, gã bận đến mức giờ còn chưa đánh được cái bản nào đây. Mà kẻ thong rong quất ngã 32 người bọn họ xong thì lập tức đi phó bản, cứ như sự bận rộn của họ không hề si nhê gì với đám quân mặc tiếu, không có chuyện gì khiến họ thất vọng hơn chuyện này cái đám này chắc không phải đi lập kỷ lục đâu nhỉ. Dạ độ hàn đàm cũng hộp máu vô cùng, công hội của họ gồm những cao thủ mạnh nhất do đội trưởng tưởng du tự mình dẫn từ thần chi lĩnh vực sang hiện đang nghiên cứu khe núi nhất tuyến, chuẩn bị lập một kỷ lục kinh thiên động địa để cứu vất hình tượng công hội. Trách nhiệm của gã chính là cùng các công hội khác cản trở tiến độ chơi game của quân Mạc Tiếu, kết quả người ta chẳng chịu chút áp lực nào, nên phá bản thì cứ phá bản. Quá ngạo mạn, cô ẩm rất tức giận, gã trở nên xoắn suýt. Lúc đám quân mạc tiếu trốn không gặp người, gã đau chứng vô cùng, mà khi cả đám trần trụi bại lộ hành tung bơ luôn bọn họ, gã cũng đau nốt. Sao cũng khó chịu hết đó. Phó bản khe núi nhất tuyến có 50 cửa vào, muốn chặn hết không dễ đâu. Trần Dạ Huy nói, chúng ra vào tổng cộng 3 lần, xác định trước rồi hãy triệu tập người. Dạ Độ Hàn Đàm nói, giờ gã đang rất gấp, quả thực e sợ đám quân mạc tiếu sẽ làm ra một kỷ lục không phá nổi ngay. Còn đứng đây nói gì nữa, đến thẳng khe núi nhất tuyến đi. Bên cô ẩm hiển nhiên đã ra ngay chỉ thị, người của công hội Luân Hồi đã bắt đầu xuất phát đến khe núi nhất tuyến. Khe núi nhất tuyến, bên trong phó bản, đám diệp tu thế mạnh như trẻ che tiến về phía trước. Tiếc rằng chuyến này lại chắc chắn lỡ mất kỷ lục rồi. Một sai lầm ngay khi bắt đầu khiến họ không thể lấy lại thành tích, vậy nên mọi người cũng không xoắn suýt chi nữa, chỉ phát huy theo từng người. Đường nhu đánh đến sụp sôi, hiển nhiên còn mang theo cảm xúc hồi PK tới tận phó bản. Có điều, sau khi xong boss số 1, đường nhu dần dần hết hứng thú, không còn nhiệt tình như lúc đầu. Tình huống tương tự cũng phát sinh trên người bánh bao xâm lấn, trạng thái của hai người đều từ nhiệt tình rồi nguội dần, sau cùng trở nên tùy tiện và lơ là. Này này, hai đứa tụi em, Diệp Tu hô hào hai người, lên tinh thần chút nào. Bánh bao hát một bài nghe chơi, không được hát, tô mộc tranh và đường nhu gần như hoảng sợ hét lên cùng lúc. Diệp Tu cảm thấy bản thân như nghe được một tiếng này ở hai nơi khác nhau có ít khách trong tiệm nét cũng nhìn sang hướng này đường nhu trông như bị đe dọa tinh thần lại hăng hái được một hồi có điều niềm vui chẳng tài gan không bao lâu lại ủ rũ sao thế chán hả diệp tu nói đúng vậy đường nhu đáp chuyện bình thường diệp tu cười hắn quan sát trọn vẹn hành trình chơi game của đường nhu kỷ lục phó bản đây là thứ không hề mang lại cảm xúc gì cho một cô em ma mới không qua ham thích trò chơi đường nhu chỉ thích sự cạnh tranh trong đấy mà thôi thế nhưng sự gián tiếp cạnh tranh thành tích nào thú vị được bằng bi cây trực tiếp giữa người chơi và người chơi đường nhu cũng từng bi cây nhưng lại khác xa cuộc chiến của hôm nay thường những cuộc so đấu trong đấu trường người chơi bình thường tranh lệch quá lớn với đường nhu mức độ khiêu chiến không khó lắm dễ dàng ngược đãi người ta không hề mang lại cảm giác thỏa mãn cho cô mà đấu với người của chiến đội vi thảo độ khiêu chiến lại quá cao cô cố hết sức vẫn không thắng nổi thỏa mãn được mới là lạ chỉ có cuộc chiến hôm nay cuộc chiến phá vòng vây thoát khỏi thành không tích, có khó khăn lại có khiêu chiến. Mà cô dựa vào trình độ phát huy vượt trội 120% vẫn đạt được. Đây mới là một chiến thắng đầy ý nghĩa, tuy chưa giết được ai, nhưng đây lại là lần đầu tiên Đường Nhu cảm thấy thích thú thật sự khi chơi vinh quang, sự hài lòng và vui sướng sau khi thành công ấy, cô chưa từng cảm nhận được từ hồi chơi game. Chuyện giật kỷ lục phó bản đáng tự hào hơn trong mắt mọi người, cũng không ý nghĩa bằng chuyện vượt muôn trùng vây với cô. Cô ôm lòng hưng phấn hồi lâu, rồi dần dần bình thường lại. Mà so ra, mấy thứ phó bản này giờ còn khô khan tẻ ngắc hơn trước. PvE mãi mãi không so sánh được với PvP, dù có là nơi cần tập trung tinh thần và sự phát huy hoàn mỹ để lập kỷ lục này. PvE, tập trung tinh thần là để bảo đảm thao tác một cách máy móc, tránh gây lỗi. Như hướng dẫn ngu ngốc của muội quang, quả thực thể hiện tính chán trường của PvE đến cực hạt, mà khiến người ta cảm thấy buồn bực hơn là thành tích tốt nhất của PvE lại phải chán trường như thế mới lấy được còn pvp tập trung tinh thần là để quan sát và phán đoán được tốt hơn cuộc chiến mỗi giây mỗi phút đều tràn ngập sự bất ngờ đấy mới là chỗ tinh hoa của những trận so đấu mà điểm thất bại nhất của pve khi so với pvp là tất cả sẽ chẳng còn gì hồi hộp ngay sau khi bạn nắm giữ được phương pháp nữa quái boss phó bản bất kể bạn làm gì kết cục đã sớm nắm rõ trong tay đánh bại quái vật hoặc qua cửa phó bản trận đấu đã biết được kết quả quá trình sẽ trở nên chán nản không thôi PVE chính là một trận đấu thế đấy. Đến cả Diệp Tu cũng không thấy PVE thú vị bao nhiêu, hắn cũng không cố gắng để Đường Nhu tìm niềm vui trong PVE. Đối với Diệp Tu, PVE chỉ là một con đường để luyện tập trình độ PVP. Đường Nhu chẳng qua chỉ dựa vào cách luyện tập ấy để nâng cao trình độ, mà bản thân cô nàng lại không hề hay biết mà thôi. Chương 214: Bài tập giới hạn, Phó bản trông nhàm thật. Diệp Tu nói với Đường Nhu, có điều, muốn nâng cao bản thân thì không thể tránh được những bài luyện tập đơn điệu và chán nản. Đạo lý chính là thế đó." Diệp Tu chỉ nói đơn giản một câu như vậy, không đưa ra ví dụ xúc động lòng người, cũng không hề có sức thuyết phục đầy hấp dẫn. "Em hiểu." Kết quả Đường Nhu chỉ đáp thế. Câu trả lời ấy nằm trong dự kiến của Diệp Tu, hắn đã nghĩ mình không cần nói nhiều với Đường Nhu về đạo lý này. Nguyên nhân chỉ có một, vì tốc độ tay của cô nàng, tốc độ tay của Đường Nhu chắc chắn không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự luyện tập lâu dài vì vậy diệp tu tin rằng đường nhu từng trải qua những bài luyện tập gian nan và tẻ nhạt nên giờ đây mấy phó bản hay đánh mà diệp tu chỉ bảo cô cũng giống như những bài tập nhàm chán một hai lần chưa thấy được thành quả quan trọng phải kiên trì đánh quái và phá bản tuy có vẻ máy móc nhưng nếu chăm chỉ thực hiện một thời gian dài nó sẽ rất có ích cho việc rèn luyện sức tập trung tính chính xác và ổn định khi thao tác dẫu em đã đạt được một tốc độ tay cao nhất định nhưng những lúc cần thực hiện vài thao tác nhỏ phức tạp tốc độ tay lại chẳng thể phát huy. Em có thể tự đặt cho mục tiêu của mình một vị trí tấn công cố định, lấy thí dụ như mỗi lần phải đánh trúng đầu. Dùng điều kiện hạn chế buộc bản thân phải thực hiện thêm nhiều thao tác nhỏ nhặt, tập khống chế thao tác. Tụi anh gọi cách này là bài tập giới hạn, nói xong nguyên tắc, Diệp Tu lại đưa ra phương pháp luyện tập cụ thể. Bài tập giới hạn, những tuyển thủ chuyên nghiệp như Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm sẽ không thấy xa lạ với phương pháp luyện tập này. Đây là cách huấn luyện cơ bản nhất trong vinh quang nguyên lý là bạn đặt ra một điều kiện để nâng cao độ khó thao tác những bài tập giới hạn đơn giản lại dễ thay đổi thậm chí trong trường hợp không có máy tính và game chỉ cần lấy giấy bút ra là có thể tập ngay được chắc chắn những câu lạc bộ chuyên nghiệp sẽ không đơn sơ như thế họ thường vạch ra những chương trình chuyên môn để tập tành nhiều thao tác mà đám tuyển thủ cũng ghét cay ghét đắng những bài tập ấy những bài tập trực tiếp và giản đơn như vậy thường khiến người ta chán chết như bóng đá và bóng rổ luyện với bóng luôn được yêu thích hơn luyện chay đám tuyển thủ cũng thích điều khiển nhân vật của mình làm này làm nọ trong vinh quang chứ không phải dùng chuột và phím lặp đi lặp lại một thao tác khô khan có điều ai nấy không thể không thừa nhận những bài luyện tập buồn tẻ đốt cháy tinh thần ấy lại vì đặt ra mục tiêu cao mà đạt được hiệu quả tốt nhất diệp tu không hề nghi ngờ nghị lực và sự cứng cỏi của đường nhu có điều hắn vẫn muốn xem thử quyết tâm của đường nhu to đến nhường nào bởi lẽ lòng nhiệt tình và trung thủy của cô nàng với vinh quang luôn là một dấu chấm hỏi lớn cô nàng quả thực có nghị lực nhưng có chịu dùng nghị lực của mình vào game đâu đánh đầu suốt ư đường nhu chuẩn bị nhận nội dung luyện tập theo lời diệp tu theo đánh đầu chỉ là ví dụ của anh thôi em muốn sao cũng được diệp tu trả lời mấy con này toàn là trùng không thể phân rõ đâu là đầu vậy em đánh đốt đầu tiên của chúng vậy đường nhu nói phó bản khe núi nhất tuyến chỉ có những loài bò sát như trùng độc hay bò cạp cái đầu này quả thực rất khó phân biệt may mà cơ thể của hai loài bò sát đều có đường vân chia khúc nên rằng đường nhu chọn đốt đầu làm mục tiêu giới hạn tấn công được chứ diệp tu đáp đồng thời bảo bánh bao xâm lấn bánh bao có muốn thách thức chút không ý thách thức ư một người đàn ông chuẩn men sao có thể bỏ qua chuyện này bánh bao xâm lấn vừa dứt lời đã uy phong xông đến được bắt đầu ngay bây giờ chỉ cho phép tấn công đốt đầu tiên trên người mấy con bò sát hiểu chưa diệp tu nói hả đốt đầu tiên bánh bao xâm lấn ngắm nghía nghiên cứu khái niệm đốt đầu của đám quái thử xem dưới điều kiện giới hạn thế này, ai trong hai em giết nhiều hơn. Ba người bọn anh sẽ không giúp đỡ gì. Diệp Tu vừa nói, quân mạc tiếu của hắn đã lùi bước sóng vai cùng Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm đến nhờ Diệp Tu chỉ dạy, có điều mấy bài huấn luyện này lại không quan trọng, chúng đều là lịch trình tập luyện phải hoàn thành mỗi ngày của cậu ở câu lạc bộ. Cậu cần trình độ cao hơn nữa. Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm biết Diệp Tu định bụng rèn rũ hai người mới, vì thế giết sạch quái trong tay cũng không dụ tiếp vừa hay mỗi loại bò cạp và trùng độc đều đang có hai con, với kỹ thuật của đường nhu và bánh bao xâm lấn, một trọi hai không thành vấn đề. Một người hai con, đường nhu nói với bánh bao xâm, bánh bao xâm lấn cười ha hả, lady first, hàn yên nhu của đường nhu tiến lên, dẫn đi mỗi loại một con, vị trí ra tay lúc đầu quả nhiên là đốt đầu trên cơ thể hai loài. Có điều bốn con cùng loại bò sát nên thù hận lây truyền, đường nhu đụng mỗi loài một em, sau cùng bốn con lao cả qua. Bánh bao xâm lấn như siêu sao bước lên sàn diễn, nhảy ra ném gạch choáng mất một em, nơi tấn công cũng là đốt đầu. Còn con bò cặp độc tiếp đấy, bánh bao xâm lấn lại vươn tay ném cát. Ném đã mới ngẩn ra, mở miệng la to, lão đại vứt cát tính không. Ném chúng là được, Diệp Tu cười nói, cát vứt ra như đạn đã ná, không thể nào chỉ hạn chế chúng một nơi nhất định được, vừa tung ra đã phủ một vùng rồi. Lần này, em không phạm quy nhỉ, bánh bao xâm lấn nói, không đâu, tiếp tục cố lên. Diệp Tu bảo, hai người tự dẫn bỏ sát của mình sang một bên, mặc nhau giết chóc. Ba người đứng quan sát ở bên, Diệp Tu bỗng nhiên mở miệng, hai em thấy ai được hơn. À, bánh bao, Tô Mộc Tranh mở miệng trước, Kiều Nhất Phàm qua một hồi, dường như đã ngẫm nghĩ kỹ càng mới rẻ dặt đưa ra quan điểm của mình, em cũng thấy là anh bánh bao. Có vẻ rõ thật đấy, Diệp Tu bảo, nếu chỉ so tốc độ tay, đường nhu mạnh hơn bánh bao xâm lấn nhiều nhưng ngay cả Diệp Tu cũng không đoán được cụ thể tốc độ thao tác tay của Đường Nhu là bao nhiêu. Bởi lẽ tốc độ thao tác tay của Đường Nhu xê dịch quá lớn. Bản thân cô nàng đã có tốc độ tay cực cao, mà tốc độ tay sẽ bị tiêu hao trong trò chơi, tùy cục diện mà trình độ tiêu hao khác nhau. Vào một thời điểm, tốc độ tay của Đường Nhu có thể đạt đến 200, thậm chí 250 cũng không thành vấn đề. Nhưng những lúc yêu cầu sự chính xác, phức tạp và tỉ mỉ, tốc độ tay sẽ giảm mạnh, 150 hay có khi thấp hơn nữa, còn phải xem hoàn cảnh. Mà về điểm này, bánh bao xâm lấn lại không giống thế. Dù gì cậu ta cũng là một kẻ có kinh nghiệm chơi game phong phú, tốc độ tay đã tiêu hao đủ lâu, mang tính ổn định rồi. Tốc độ thao tác của tay thường duy trì từ 180 đến 200, dù gặp phải trường hợp phức tạp, cậu ta cũng không chênh lệch khỏi phạm vi ấy quá nhiều. Bài tập giới hạn là cách huấn luyện cố ý tạo ra những trường hợp phức tạp. Loài bò sát vốn dĩ có thể tấn công toàn thân nay chỉ giới hạn ở đốt đầu, chẳng khác gì rút nhỏ thể tích của mục tiêu, nên nó ân cao yêu cầu thao tác chính xác của người chơi. Thao tác không đủ chính xác đã hạn chế tốc độ tay của đường nhu, đây là điều mà Diệp Tu có thể chắc chắn. Bánh bao xâm lấn thì khác, chỉ là đốt đầu mà thôi, e rằng vẫn chưa làm khó được cậu nhóc. Nếu tập huấn giới hạn cho bánh bao xâm lấn, Diệp Tu sẽ tạo ra những điều kiện giới hạn cần tính chính xác hơn nữa. Bài tập giới hạn lúc này, thực tế là thiết kế riêng cho đường nhu. Diệp Tu hy vọng nó sẽ giúp Đường Nhu thấy rõ điểm khuyết thiếu của mình. Tuy điểm khuyết thiếu ấy hiển lộ rõ rệt trong mắt bọn Diệp Tu, nhưng với người như Đường Nhu, nói cô biết chẳng thà để cô tự nhận ra. Rồi cả quá trình hai người đánh quái sau đấy đã chứng minh hoàn toàn phán đoán của ba người. Điều kiện giới hạn hạ thấp hiệu suất giết quái của cả hai, mà tấn công của bánh bao xâm lấn vẫn lưu loát sinh động như cũ, còn phía Đường Nhu, giới hạn mục tiêu tấn công khiến cô nàng có chút chật vật. Kết quả không ngoài dự đoán bánh bao xâm lấn xử lý hai loài bò sát trước đường nhu không chậm hơn bao nhiêu hai con của cô cũng bị đập chết trên đất trong chốc lát thấy thế nào diệp tu hỏi hai người đơn giản thôi mà bánh bao xâm lấn thế nhưng lại cướp mất câu cửa miệng của đường nhu đường nhu im lặng không nói gì dẫu bánh bao xâm lấn không nói bản thân cô cũng ngại nói câu này nếu chỉ mình cô làm có lẽ cô vẫn không cảm thấy gì nhưng có bánh bao xâm lấn ở bên so sánh khiến đường nhu nhận ra độ khó của bài tập này em còn nhiều sai lầm lắm Diệp Tu nói, em biết, 6 lần, đường nhu thấu hiểu trong lòng, cô đã phạm sai sót không đánh chúng đốt đầu tổng cộng 6 lần. 6 lần là đánh bộ phận khác, còn 3 lần đánh hụt nữa. Tính ra phạm lỗi 9 lần, Diệp Tu thay đường nhu đếm, để em thử lại, đường nhu nói, đến nào, bánh bao xâm lấn máu lửa ứng chiến, đừng gấp, đừng gấp, mấy em có thể làm những bài tập giảng vậy bất cứ lúc nào, tụi mình đánh xong cái bản này đã. Diệp Tu nói dù sao phó bản chiếm dụng thời gian chung của cả đội lòng đường nhu có gấp gáp cũng không thể mặt dày bảo để cô tiếp tục mọi người xem tiếp vì thế phó bản tiếp tục diệp tu đứng bên nhắc nhở thật ra giờ mấy em đánh quái cũng có thể đặt điều kiện giới hạn đốt đầu để tập tiếp đường nhu quyết định làm ngay đề nghị của diệp tu đánh quái trong phó bản chỉ đánh đốt đầu kể cả khi đối mặt boss cô cũng chấp nhất làm theo điều kiện đừng cố tránh sai sót trong quá trình tấn công tốc độ cao trước hãy chậm lại đảm bảo không sai lầm đã sau mới thử nâng cao tốc độ tay, tuần tự mà tiến, đừng gấp gáp. Sau khi càn quét xong một lượt phó bản, Diệp Tu giúp đường nhu tổng kết lại. năm người tự động bị đá khỏi phó bản, đương khi chuẩn bị vào thẳng bản lần nữa, Diệp Tu lại liếc thấy một ID rất quen mắt. mười 215, ăn miếng trả miếng. Dạ vị ương, vừa ra phó bản, Diệp Tu ngó thấy gã mục sư của mưu đồ bá đạo cũng đang đứng ngay cửa. Bên cạnh còn có thêm bốn người, hiển nhiên cũng mới ra khỏi phó bản, khoảng cách của của cả năm không xa mấy với những người vừa từ cửa truyền tống ra như họ. Lúc Diệp Tu nhìn sang, góc nhìn của năm người cũng đồng loạt chuyển về phía này. Diệp Tu không cần nghĩ ngợi, dùng ngay thuật phân thân. Ảnh ảo còn đó, người thật đã vọt đến trước mặt năm người kia. Chào cậu mục sư, Diệp Tu cười chào hỏi, quân mạc tiếu cũng đã hất một chiêu thiên kích tới. Giả dạ vị ương vốn không đoán được bên này sẽ trực tiếp ra tay nhanh gọn, dựa vào phản ứng mau lẹ liền tránh được chiêu thiên kích, nhưng quân mặc tiếu lao đến người gã trước, dùng gối đá gã bay lên trời. Ô thiên cơ chuyển thành hình dạng súng, súng máy hạng nặng nhắm bắn giả vị ương còn đang lơ lửng, trông như một cái giá đỡ, sau một tràng tiếng súng rồn rập, giả vị ương bị đưa ra khỏi đám người. Bên ngoài phó bản nhiều người, rất nhiều kỹ năng khi sử dụng sẽ khó tránh khỏi việc mộ thương người khác, Diệp Tu đơn giản chỉ dùng một chiêu BBQ của bậc thầy pháo súng và thao tác áp súng đã bắn giả vị ương ra khỏi đám đông. Ngoá Tiếng chửi của giả vị ương vừa thốt khỏi miệng đã là lúc ở trên không. Sao lại thế này, tô mộc tranh vừa nãy còn khó hiểu, nhưng thấy Diệp Tu ra tay cũng không nói thêm gì, lập tức vươn pháo. Được tiến ra khỏi đám đông, giả vị ương thấy mình sắp rơi xuống nên chuẩn bị thao tác chịu thân, lại cho tân phải ba phát pháo chống tăng. Giả vị ương nhất thời trông cứ như pháo ném, mông bốc khói bay vèo, đâm đầu vào vách núi của khe núi nhất tuyến. Khi gặp trở ngại không thể thao tác chịu thân, nhưng lại có kỹ năng bị động chung bật nhảy sau khi nhân vật học được có thể đạp lên tường, cây cối hoặc chướng ngại gì đó giữa không chung, hoàn thành nhảy hai lần. Chỉ tiếc giả vị ương bị ba phát pháo làm bất ngờ, gã đang chuẩn bị tiến hành chịu thân, sao còn nghĩ được phải dùng bật nhảy, tiếc thay chưa làm xong thao tác đầu đã cắm vào vách núi vàng. Phản ứng của đường nhu, kiều nhất phàm và bánh bao xâm lấn cũng không chậm đến thế, chẳng qua tốc độ của họ không thể nhanh bằng đạn pháo của phong sơ yên mộc của tô mộc tranh. Giả vị ương treo thịt trên vách núi một hồi, ba người cũng đã chạy nhanh tới, chuẩn bị vây công giả vị ương sắp rơi xuống. Người chơi xung quanh có chút ngu ngơ, mọi việc phát sinh quá bất ngờ, tựa như trong tích tắc chợt có một tên bay ra khỏi dòng người, treo tòn ten trên vách đá. Bốn người bạn của giả vị ương chắc chắn là những đứa ngơ ngác nhất, cả đám gần như trơ mắt nhìn quân mạc tiếu đột nhiên lao tới bên cạnh mình, sau đó công kích hai chiêu đã đưa giả vị ương đi mất, chờ cả bọn phản ứng kịp, quân mạc tiếu đã tránh thoát khỏi dòng người. Bốn người đương nhiên đều thuộc mưu đồ bá đạo, họ thường đánh bản cùng giả vị ương, chứng tỏ là một trong những tinh anh được công hội bồi dưỡng. Lúc những kẻ tinh anh khác đuổi giết đám người quân mạc tiếu, họ vẫn được điều động tiếp tục cày cấp, phải đảm bảo sức cạnh tranh và cấp bậc đứng hàng đầu. Ai dè trùng hợp đụng phải đám người quân mạc tiếu ngoài cửa phó bản. Bốn người đương nhiên biết rõ hành động của công hội, mà cả bốn đã đưa ra quyết định sai lầm. Họ gần như không suy ngẫm gì, theo bản năng mà lao đến cứu viện giả vị ương. 7 vs 18, cả quân đoàn hy sinh sạch sẽ 18 em. 5 vs 5, kết quả đương nhiên đã định trước, mà kết quả đã rõ, quá trình đương nhiên không cần phải miêu tả chi nữa. Mấy tên này là ai? Xong, đường nhu trong lúc đánh nhau trượt hỏi một câu, tay vẫn cầm mâu đâm vào đầu người ta, một chiêu viên vũ côn ném kẻ đang bị treo kia ra ngoài. Cô em này thế mà vẫn tiếp tục bài tập giới hạn đánh đầu. Người của mưu đồ bá đạo, một trong những công hội lần trước đuổi giết chúng ta. Diệp Tu nói, tuy rằng những công hội lớn không hề khoe tên trên đầu, nhưng dù gì Diệp Tu cũng từng qua lại với Mưu Đồ Bá Đạo, từng gia nhập công hội người ta, nhiều người không thêm bạn tốt vẫn có chút ấn tượng mang máng về tên, vậy nên nhận ra chuẩn xác ngay. Diệp Tu dám chắc rằng, đám công hội tham dự có Mưu Đồ Bá Đạo. Một khi đã vậy, không cần nương tay với người của Mưu Đồ Bá Đạo. Lúc này chợt xuất hiện một đội luyện cấp tại phó bản, Diệp Tu hiểu rõ tác dụng của đội này. Đánh chết chúng, chính là ăn miếng trả miếng, mấy công hội muốn đánh chết quân Mạc Kiếu để trì hoãn tiến độ luyện cấp của họ nhưng đội tinh anh của mưu đồ bá đạo giờ lại tổn thất 10% kinh nghiệm trước. Trận so đấu này, năm người giả vị ương như đang dẫy ruộng, cả năm cũng là cao thủ, nhưng trước mặt quân Mạc Tiếu lại chẳng đỡ nổi một chiêu. Bốn người chơi kia lao tới, lập tức nhận ra quyết định của mình quá bốc đồng. Đáng tiếc hết thảy đã muộn, tuy rằng cửa phó bản rất gần, chỉ cần chui vào sẽ không bị đuổi theo nữa, nhưng sau khi bị năm người quân Mạc Tiếu một vs một bắt được, không ai trong họ có thể thoát thân, thoáng chốc từng người ngã xuống làm người đầu tiên bị đánh bay giả vị ương chắc chắn đạt được danh hiệu ấy đầu tiên. Giả vị ương đương nhiên tức muốn hộp máu, ở cửa phó bản phát hiện quân mạc tiếu, lúc ấy chỉ có một người nhìn thấy, nói nhau nghe xong thì những người còn lại mới đồng loạt nhìn sang. Kết quả quân mạc tiếu đã lao đến trước mặt họ, sau đó liền đưa gã lên trời, bay khỏi đám người kia. Trong lúc đang bay, người luôn vô sỉ như giả vị ương chờ thầm dùng mình. Quân mạc tiếu phản kích thật quá dứt khoát, hơn nữa lúc ấy tên này còn tươi cười chào hỏi gã chẳng lẽ hắn không hề thấy lo lắng gì với hoàn cảnh hiện tại sao? Sống lại ở thành không tích, dạ vị ương vừa nghĩ vừa báo tin giữ cho dạ độ hàn đàm. Ngoá dạ độ hàn đàm thu được tin cũng buồn bực vô cùng. Nhỏ, quá nhỏ, sao mưu đồ bá đạo của họ lại nhỏ đến vậy? Chuyện tốt mãi không gặp, chuyện xui xẻo lại cứ kéo tới. Mấy công hội khác chắc chắn cũng có đội tinh anh tiếp tục cấy cấp, vì sao mỗi đội ngũ của họ đụng phải quân mạc tiếu, ăn ở kiểu gì vậy? Dạ độ hàn đàm sau khi thu được tin tức, lập tức thông báo cho những đội tinh anh đang luyện cấp còn lại, trong đó có cả đội tinh anh từ thần chi lĩnh vực do chính thủ lĩnh của công hội Tưởng Du dẫn dắt. Tiếp đấy, gã xấu xa giấu nhẹm tin này với những công hội khác, gã chỉ ước đám kia cũng dính phốt như mình, bị đám quân Mạc Tiếu diệt đoàn cả lũ. Bảy công hội tổ chức đuổi giết đám người quân Mạc Tiếu hiện đang ở ngoài khe núi nhất tuyến. Có tin người bị đánh chết, Dạ Độ Hàn Đàm xem như biết rõ hành tung của đám quân Mạc Tiếu. Có điều Dạ độ hàn đàm cảm thấy không cần phải đến cửa vào phó bản kia, gã tin đám quân mạc tiếu sẽ không ngốc đến nỗi bị lộ mà vẫn núp trong phó bản, chờ đợi lũ canh chừng ngoài cửa kia. Dựa vào kế hoạch, hãy phái người đến bên ngoài 50 cửa phó bản khác xem trước, xác nhận được chỗ của chúng lại ngồi ngoài canh tiếp. Trần Dạ Huy bảo, giờ chắc hẳn chúng đã đánh xong lần 1, vừa vào lần 2. Canh chắc thời gian, khi chúng ra lần 2 nhất định phải xác định rõ vị trí, sau đó bố trí ngăn chặn đúng lúc lần 3. Cô ẩm nói. Ba hội trưởng đương nhiên không muốn chỉ ba nhà ra sức còn bốn nhà kia ký chạy bảy tứ tung, qua một khoảng thời gian nhiêu khê trước đấy cũng đã tìm được người đại diện cho bốn công hội, bấy giờ tất cả đang đứng bàn bạc cùng nhau. Sau cùng, bảy nhà công hội chia đều số người, nhanh chóng phái ra 50 người phân bố ở 50 cửa phó bản. Thật ra, cứ canh ở đây cũng sẽ gặp được chúng mà nhỉ. Khe núi nhất tuyến chỉ có một lối vào thôi, có người nói, nếu chúng ở lì trong đấy luôn thì sao, tên khác xem thường hỏi người nọ cứng họng, đây là khu luyện cấp 30 đến 33, dựa vào cấp bậc và kỹ thuật của đám quân mạc tiếu, chúng vẫn có thể du rú bên trong đánh quái cầy cấp. Còn họ thì sao? Không thể cứ ngu người đứng ở lối vào chờ đám kia luyện lên 33 rồi rời đi. Nhất định phải xác nhận vị trí của chúng. Có lẽ chúng ta nên phái thêm 50 người, chỉ có một người lỡ mà nhìn sót thì sao? Cô ẩm bỗng nhiên bổ sung. Chuẩn đấy, có kẻ đồng ý, vì thế lại có thêm 50 người bị phái đi. Bên trong khe núi nhất tuyến, Ngoài cửa phó bản chỗ năm người vừa đánh chết giả dạ vị ương lúc này lặng như tờ. Ngay cả bóng thoại gieo tổ đội cũng không có. Trong trò chơi PK là chuyện rất bình thường, thế nhưng, mọi người lại thấy kinh ngạc vì màn đánh chết ấy quá nhanh gọn. Họ không biết mục đích của năm người quân mặc tiếu, chẳng qua lúc cả năm đi ngang qua họ, ai nấy đều cảm thấy sợ mất mật. Còn nữa không, nhất là trong đội chợt có đứa hỏi một câu nghe như chưa sướng tay thế này. Vèo một tiếng bên cạnh cả năm chẳng còn ma nào. Cũng đúng thôi, ở cửa phó bản đầy người hơn nữa chỉ toàn những mống không đủ đội nên chưa vào bản thế đơn lực mỏng ai dám lên khiêu khích tạm thời không thấy đi trước thôi diệp tu nói hở đi đâu bánh bao xâm lấn phát hiện phương hướng quân mạc tiếu của diệp tu đang đi không phải vào phó bản ở đây đánh bản để lát nữa bị chặn à diệp tu bảo bánh bao xâm lấn vào đầu tự hỏi không biết có hiểu chưa sao thì cứ à trước rồi lẻo đẻo theo sau một hàng năm người do quân Mạc Tiếu dẫn đầu quanh đi quẩn lại trong khe núi nhất tuyến hồi lâu, chỉ đi những khu vực không người, sau cùng mò được một cửa phó bản. Có ai để giết không? Đường Nhu hỏi, Diệp Tu không nhìn thấy cô, phỏng trừng ánh mắt của cô bé hiện đang rất tham lam, chắc hẳn cô hy vọng ngay cửa phó bản này chỉ toàn là địch, giết sạch hết quả thực rất kích thích và mang tính khiêu chiến. Sẽ nhanh có thôi, Diệp Tu cười nói, quân Mạc Tiếu cũng lướt qua cửa vào. Hở, không vào phó bản ư, Bốn người vừa khó hiểu vừa theo sau. Giờ là thời gian ra khỏi bản. Diệp Tu nói, chương 216, đánh chết cũng không nói ra. Thời gian ra khỏi bản, mọi người vừa điều khiển nhân vật đuổi kịp quân Mạc Tiếu vừa ở phía sau hỏi. Đúng vậy, nếu tính từ 12 giờ bắt đầu vào phó bản. Hiện tại vừa hay xong cả ba lượt, là thời gian ra khỏi bản. Diệp Tu nói, nhưng chúng ta, chúng ta đến tiễn bọn chúng. Diệp Tu cười nói, nói tới đây, Tô Mộc Tranh cùng Kiều Nhất Phàm cũng hiểu sơ được ý đồ của Diệp Tu. Tuy rằng cả hai đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rời game nhiều năm, nhưng chẳng phải mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều tiếp xúc với vinh quang trước ư. Không thích trò chơi này, sao có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được? Cho nên cả hai đều hiểu rõ trong game online có những lề thói gì. Bánh bao xâm lấn có kinh nghiệm chơi game, nhưng lại hơi đơn bào, hiển nhiên không thể nghĩ được nhiều thế, lúc này đang khó hiểu hỏi tiễn ai ạ. À? Những người không lễ phép với chúng mình, Diệp Tu nói sao còn muốn tiến chúng? Bánh bao xâm lấn không phục, đường nhu cũng lập tức hiểu ra, Diệp Tu đã từng phân tích loại tình huống này, đối phương ra người đuổi giết họ, lại còn chưa ra những đội tinh anh tiếp tục luyện cấp. Giờ Diệp Tu bảo ba lượt đi bản đã chấm dứt, mục tiêu nhằm vào là ai không phải đã quá rõ sao? Nhưng, anh có biết nên đối phó với ai không? Tô Mộc Tranh hỏi, anh đi hóng rồi, Diệp Tu nói, hóng, ờ, danh sách bạn tốt của anh có nhiều hội trưởng lắm nghen. Diệp Tu nói, những người tham gia cuộc đuổi giết đều không hiển thị tên công hội, chứng tỏ họ hy vọng có thể lấp liếm chính mình. Chẳng qua suy nghĩ ấy quá ngây thơ rồi, mặc dù Diệp Tu không có ra thế gì trong game, nhưng lại là đối tượng mà tất cả các công hội lớn muốn lôi kéo, trong danh sách bạn tốt có mặt hầu hết các hội trường. Vì thế trong quá trình chiến đấu hắn nhớ kỹ tên người ta, đơn giản trực tiếp PM cho các hội trưởng, hỏi công hội của từng người một trong danh sách. Diệp Tu hiển nhiên rất rõ ràng quan hệ cạnh tranh của các công hội, mặc dù hiện tại đang hợp tác, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nói không chừng trong quá trình hợp tác còn lợi dụng chèn ép nhau. Ví dụ như lúc ở rừng không chi, bốn gã người chơi cố ý làm bị thịt cản trở Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu hoài nghi bọn họ chỉ là người bị hại. Quan hệ có sự tín nhiệm hữu hạn như thế, cho dù có công hội vốn không có ý bán đứng đối phương, nhưng nhìn thấy tên ID của người nhà mình có mặt trên danh sách, họ cũng không dám chắc bản thân sẽ không bị thằng khác bán đứng. Thôi cứ bán đứng luôn cho xong, bản thân không được lợi lộc gì cũng không thể chịu thiệt một mình được người toan tính thế có lẽ sẽ có rất nhiều tóm lại diệp tu tin hắn có thể thông qua chiêu này mà có được thứ mình cần kết quả đúng như hắn dự đoán các công hội tỏ ra rất nhiệt tình trả lời vô cùng tích cực có điều đáp án có hơi lệch lạc nhìn ra được là do một số công hội cố ý che giấu người nhà mình chỉ tiếc rằng số ít phải phục tùng đa số các đáp án sai lầm đã bị diệp tu dễ dàng loại bỏ bảy công hội diệp tu tổng kết người trong danh sách được bảy công hội Hắn cũng không chắc đây có phải toàn bộ không, nhưng ít ra bọn họ đã có rất nhiều mục tiêu. Hiện tại đây là đâu? Quân Mạc Kiếu dừng bước, bốn nhân vật vây quanh hắn, Tô Mộc Tranh thay mọi người hỏi. Khe núi Nhất Tuyến chỉ có duy nhất một lối ra vào, nếu có thể thủ sẵn ở đó thì không còn gì tốt hơn. Nhưng anh e rằng truy binh chủ lực của địch đã canh giữ ở đấy. Chúng ta chỉ đành chọn con đường kém hơn, Diệp Tu nói, nơi này là phó bản Khe núi Nhất Tuyến có 50 cửa vào từ 50 cửa này đi ra khỏi khe núi nhất tuyến, có 32 cửa sẽ qua chỗ này, 6 cửa hẳn sẽ qua, giao lộ này được xem như nơi có xác suất lớn nhất. Diệp Tu nói, biết cặn cái vậy mọi người thán phục, ờ, anh mới hỏi cậu bây đu bản đồ khe núi nhất tuyến. Diệp Tu nói, có một đội đang tiến đến, đường nhu đột nhiên kêu lên, nghe được sắp sửa PK, hơn nữa quy mô có vẻ không nhỏ, cô bé hăng hái vô cùng. Yên Vũ Lâu, không phải, Diệp Tu nói, bấy giờ, Cả năm không hề bại lộ thân mình mà núp ở một hố cát ven ngã rẽ, phụng trộm nhìn chăm chú vào đám người qua lại nơi giao lộ. Một đội lại tới, công hội luân hồi, phải không? Người của Yên Vũ lâu còn chưa đi sạch, sau đấy lại có thêm một đội năm người khác đến, Đường Nhu lập tức hỏi. "Lên!" Diệp Tu ra lệnh một tiếng, năm người cùng nhảy ra khỏi hố cát. Người của luân hồi chỉ đang chạy thôi, không chú ý mấy hai bên, nào biết được có năm sát thủ từ sườn chui ra. Mới năm người, có cần đánh lén không? đường nhu phát hiện năm người đối phương cứ ngơ ngơ đi tới không hề nhận ra bên này đang có năm người mang địch ý tiếp cận em có thể nói lớn tiếng chút để họ nghe thấy diệp tu nói cuối cùng đường nhu cũng không làm vậy cô nàng là người coi trọng lễ tiết lớn tiếng nói chuyện không phải phong cách của cô diệp tu ra tay nhanh nhất tay lướt bàn phím ra chiêu thuật phân thân người thân của quân mạc tiếu chợt lóe đến phía sau năm người năm người vẫn chẳng hay chẳng biết ô thiên cơ trong tay quân mạc tiếu run lên thành lưỡi liềm đổi thành loại hình vũ khí của hệ thánh chức. Lập tức phung lên, một vòng sáng xanh hiện lên trên đất, năm người đang chạy giờ mới phát hiện có gì đấy không đúng, đương khi kinh ngạc quay đầu thì cột sáng xanh đã sớm dâng cao, thăng thiên trận cuốn cả năm lên không. Phong sợ yên mộc của tô mộc tranh lập tức dơ pháo lên, lúc là đạn pháo lúc là súng máy, làm cả năm đã bị lơ lưỡng mà vẫn không được yên, bị đánh đến rơi trái rụng phải. Một tắc cho của kiều nhất phàm đã xông về trước, thái đao ác quỷ chém lên, băng trận được phóng thích lúc năm người rất xuống hai người bị đông thành khối băng miễn đi thao tác chịu thân phiền não